Alo. Alo, alo, alo. Alo. Không. Mệt quá à, mày nghe tao nói không vậy? Mày lên Messenger trả lời tao đi, chứ tao không có nghe cái gì hết trơn á. Nghe mà tao không có nghe mày nói. Mấy trên chim có ai nghe tao nói không ta? Có vụ này luôn, dĩ nhiên rồi ông ơi. Ủa? À, không có ông. Alo, Lê Vinh ơi, nghe tao nói không? Thấy Vinh. Nghe 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 hả? Ok. Nghe rồi Minh ơi. Nghe rồi, vô game tiếp đi. Ok. Rồi giờ tao mới nghe mày nè má. Này chim này được nè. Ngốt lười chim kêu mày chim Minh ơi. Sao tao không nghe mày nói ta? Anh Minh à, khi người hướng nội chim game. Alo, sao không nghe mày nói? Thôi chị vậy. Để tao vô Discord tao coi coi Discord bị cái quần que gì đây. Alo lại kênh Minh. Alo lại coi. Âm điệu cảm sao kỳ vậy ta? Nghe chưa, nghe chưa? Rồi rồi. Nghe tự nhiên tới cái chỗ nghe chưa con đĩ cái tôi nghe. Rồi ok. Để vô nghe má. Nghe chưa? Rồi giờ chơi bình thường đi, vô coi đi. Phan từ từ coi có ai vô coi nhiều không má. Vậy thôi chơi. Con tiếp cốt truyện giùm tao coi. Alo. Nghe chưa? Rồi, chơi tiếp cốt truyện đi. Đang con đĩ mình chơi nè. Em mày gì mày bấm vô cái YouTube cái điện thoại của chó mày á. Ủa chim vậy vui nè, vui không? Vui không? Má không thôi chị. Alo muốn lòi chỉ luôn đủ má không. Cái khúc này nó bị tao bị kiểu chơi đéo được nè. Khúc nãy đó. Để mai là cho mai là cái máy mình mạnh á, vừa mở Discord được mà mày vừa chơi game mượt phải không? Má máy nâng gần nhẹ muốn ỉa luôn hỏi sao? Có. Để qua bển coi coi có ai nhắn tôi gì không?
trời cũng có mỗi ông đời Vinh nè. Mày có bấm lên cái điện thoại mày vô YouTube không? Rồi ai ai bình luận rồi mày thấy phải không? À, lâu lâu mày nhìn đi, tập trung chơi game giùm tao. Nào tao hỏi hắn nhìn. Mày mình chơi game giỏi chạy. Cái gì vậy? Con tìm được ông rồi. Anh Minh mất cười quá, anh Minh quay lại anh Minh coi. Cái đâu má, cái gốc này nó nhức đầu nè. Cái lâu má. Mày có nhức đầu không? Ông muốn nói gì? Trời từ từ, ông muốn nói gì với con? Tao hồi nãy tao đọc nhanh quá, tao học chữ với thành chữ vờ đờ. Tao nói ông muốn nói vải đéo. Đâu, ai vô? Ok ok không. Rồi. Tiếp đi. Trời ơi đúng má nhức đầu quá. Thôi mà kệ đi tại tao vậy chứ thấy bình thường. Mày có thấy nhức đầu không? Ồ hello dịch con. Thấy hay không dịch con, mấy này là dịch con chỉ cái mẹo tụi mình làm đúng không? Chứ không hôm mà để gọi điện bằng cái điện thoại là sợ không có được. Với lại gọi bằng cái Discord như vậy tao có thể coi được mày chơi trực tiếp sao luôn, chứ coi YouTube nó bị delay. Bấm quần què nào cũng được tùy mày. Sợ quá. Nhưng mày tưởng tượng mày giống như là giờ người chơi. Ai? Ai nói vậy? Hello waifu chan, cảm ơn em tới phòng xài chim của chị nha. Nhưng mà là em gái chỉ chim, còn chị nói chuyện từ xa. E5 là sao giải thích coi. Bé đó cái voi rồi. Xin vía đi. Mika, ông đang có tâm sự à? Rồi, đi tiếp. Ông làm gì vậy? Ok. Nói với con đi ông Mika. Rồi, đi đi. Không sao đâu, hồi tao ói rồi chúng cái gì. Ê rồi má. Tiếp tục. Đang đọc nè. Em nạp có con thẻ tháng em ăn ban quên rồi trả sao. Ủa sao vậy? Ba vote đồng ý ban. 5 phút giờ tới. Ông phải đi rồi sao? Đừng đi được không? Là con nhỏ đó đang nói chuyện á hả? Đâu có nghe đâu. Thôi được rồi, tao nghe được rồi. Tiếng game lớn quá thì sợ nó ác tiếng nói của tao với mày á. Thôi bật thêm miếng nữa đi. Âm lượng chung, ừ lên tới 4 được rồi. Âm lượng tiếng tao có nghe rõ á. Lên 9 đi. Âm lượng tiếng lên mát đi. Kìa âm lượng lòng tiếng lên 9 đi. Ok đi, nghe tiếng nhạc đó. Được. Trời ơi, giống game ma vậy. Được không xin ông.
Là con nhỏ đang nói chuyện với ông của nó hả? Ạc này ạc của chị đó, chị nhờ em gái chị đang chim giùm nè. Chứ thật ra là chị đang ở Gò Vấp, chị đang dưỡng bệnh. Ở nhà chị không có dưỡng bệnh được, tại vì có hợp với lại gia đình xíu. Nên phải ở một cái chỗ mà nó yên tĩnh thì chị mới dưỡng bệnh được. Anders, nhận coi. Ê, cờ tỷ phú chơi đi, vui lắm á, bấm tham gia chơi. Dorira-sama. Ủa, Gò Vấp gì bà Khúc nào? Tôi là Phan Văn Chị đó, bà Khúc nào? Trời, con bé nó hồi hộp quá kìa. Thôi rồi đi. Ừ. Rồi, Acheron, tao tắt. Nè, tao kêu mày rồi, mày mới rồi. Rồi đi. Trời ơi. Bấm từng cái nha. Rồi, tao ăn cứt luôn. Tao thấy cái tờ vé nó không phát sáng rồi đó. Cái nào mới thì nói nha. À, tiếp. Trời ơi, phát sáng đi em. Rồi ăn chút tiếp. Skip hả? Rồi thôi skip đi, thử skip đi. Ờ, skip đi. Cái đồ má. Tiếp. Rồi luôn, hẻ không có ánh sáng hào quang rồi. Từ từ để tao coi. Ờ, cái này hỏi skip đi, bấm từng cái cho hồi hộp. Ủa, mình có thẻ của anh Dahen chưa? Má, nãy giờ tao khờ ghê, tao không coi lực ngang, tao coi thẳng. Đâu, được anh đang hát kìa. Về, có anh đen về. Tiếp. Rồi, lần này có chơi on à. À, cút luôn. Rồi, skip đi. Ừ. Con Bèo La nó ngắm tao lắm nha. Trời luôn. Mình có bảo hiểm chưa mày? Rồi skip đi. Ê yeah, mông lửa tao chưa có đúng không? Thôi mà được rồi, có là mừng. Càng có nhiều nhân vật càng tốt. Siêu tầm. Đâu có đâu, hồi nó vô đổi được mà. Mẹ đéo có luôn. Kiếp. Dịch nó thấy nó mình. Bằng mọi cách phải stream cho bằng được thì nó mới đề xuất. Trời ơi, Miêu La hoài vậy. Rồi, giờ đi vô đổi cửa hàng đi. Đổi hết đi. Còn đổi được nữa đó.
Rồi vô quay. Ê nãy cái gì quay ba cái xong đi. Quay ba cái mẹ nó đi. Quay cái gì. Khoan nói không? Khoan nói gì không? Khoan skip. Ôi trời ơi Nghĩa cục cưng. Hello Honey, hello em. Giờ sao rồi? Bé để tao. Ừ. Trời ơi má đanh hen hoài vậy. Tao đanh hen chứ tao cung mệnh 10 đó. Ba cái đi. Ừ ba cái hết luôn đi. Rồi skip giùm đi xin cảm ơn. Rồi tiếp tục. Skip luôn đi. Trời ơi cái thẻ má xăm này nó má xăm biến chỗ khác giùm đi. Rồi tiếp. Có dáng như trời ơi trời ơi trời ơi. Thời đã đến. Thời đến. Tụi ta ủ má gì vậy? Đây là có bảo hiểm không? Chết mẹ tao la dữ quá chắc trên nhà trọ chắc chửi thôi. Mệt quá mẹ đã la lớn như vậy mà chị không có thèm nghe nữa. Tức bả ghê chứ. Đợi tao cái khoan quay. Chị show em lên tivi nữa mà có kết bạn chị ơi có bảo hiểm rồi. Ủa chị show em lên tivi nữa. Em bé nói gì ta? Ê tiếp tục hành trình quay cái kia đi. Ok. Tô la quá trời. Tô la không quên không quan tâm gì tỏ tốt. Má mày skip giùm mày xin cảm ơn. Không chị không có tiền để mua đâu em ơi. Giờ chị đang thất nghiệp. Chị còn mong ai đó có thể donate cho chị khoảng chừng 20.000 bên Lay Duo để chị có thể rút 200.000 ra chuyện bánh. Để mình coi nói chuyện mà có dí ai có ai donate không. Skip giùm mày. Ừ. Để hỏi nâng cấp tiên dân. Hỏi đi. Má mẹ nó bực mình bà. Mai yori dafu no hoshizora ga akaraku mieru. Kuru mono wa mina kyakujin desu. Yahari watashi ni annai sasete kudasai na. Nhận mấy cái đó đi. Đâu cả bốc nó coi nhiều có thích bạn với chị. Á, xô em lên lấy vía. À, hiểu hiểu rồi. Thằng bé waifu cha nó là có kết bạn. Xô lên lấy cái vía. Mẹ em ơi, giờ lấy vía kịp không? Chứ chị thấy là chị quảnh tràn rồi đó. Lệch gôn giác là ngon rồi. Chị có ra cha ra Lily Anna chưa? Cái gì vậy? Bên game liên... Liên quân. Thằng này thiệt chuyện cái quýnh luôn. Mẹ nó đem mệt đem mệt. Nhận được một gói hàng gửi đến đội tàu. Nhớ là trước đây đội tàu Asia cũng từng nhận được phải không? Gói hàng gì vậy thật bí ẩn. Ừ trên trước đây trên ghi chép đôi tàu có nhắc đến. Trời đổi tàu má tao đôi tàu. À là cái đó tôi có ấn tượng. Ê đi ghẻ đang nghe dễ thương ghê đúng ha. Hikari là món đồ tốt. Tốt nhất cô nên quay về xem thử. Tôi người giờ sao. Trên gói hàng ghi người nhận là ai không. Là Hikari sao. Đây là gói hàng mà khách vô danh khác trong ngân hàng gửi đến đổi tàu.
Tôi biết ngay cô sẽ có hứng thú mà. Ý chết mẹ, tôi xuống tao lấy đồ giặt cái. Ở đây đợi tao nha. Nói mọi người đợi tao xuống tao lấy đồ giặt cái. Cho em lấy vía. Em lên live xin vía. Thấy thương, qua phu cha thấy thương lắm. Lần nào tao on mẹ cũng vô coi đó. Còn đó vậy má. Rồi chim đi nha. Lần đầu tiên trong cuộc đời chim từ xa, ai mà làm được cho tụi mình. Lấy đồ đây nào, tao lên tao lo. Minh ơi, thì giờ ai lên mà nói chuyện trong thời gian không có tao, mày cứ nói chuyện đi nha. Ý là mấy cái người trên YouTube người ta có gì đó. Không, ý là mày đọc thôi, ví dụ mày nói chuyện được, mày nói chuyện xíu đi, tao xuống tao lấy đồ cái. Đâu có đâu, vì mày nói chuyện tao vẫn nghe, tao nghe trên Discord mà. Thì mày cứ nói chuyện đi, người ta vẫn nghe á. À, xuống. Em hết sao?
không nghe không? Má ơi, sách đồ lên muốn xỉu. Ủa cái gì với hướng vậy? Được rồi. Má mệt quá. Trời ơi. Lấy đồ lên đó má. Mới vừa giặt đồ xong phơi đồ nè. Ê. Có máy giặt giặt cái dưới á. Má nó cái chậu ốm rồi. Vui vậy? Giờ tao phơi đồ cái. Không, bình thường tao vẫn làm câu mày này, vừa phơi đồ vừa tao. Được chứ. Được. Cứ chơi bình thường đi. Đi đi qua, mày đi đâu cũng được hết trơn. Tụi mày. Có ai bình luận gì đọc lên nha. Khùng. Ý là tao kêu mày á là có ai bình luận đọc lên nha. Nó mà tố gắng cái máy lạnh qua nóng phải lùng. Hả? Đọc thằng tao coi. Ừ, thì chơi đi. Đọc thằng coi. Ngay từ phút bà hả? Tao hả? Thôi tao thích cái gì đó háo hức. Ừ. Mày có đâu, mình cứ chơi đi, hết thì thôi. Hết thì đợi mang chi tiết. Mình sẽ thay phiên nhau chim như vậy á, tao mệt mày chim mình tao. À, tiếp đi. Trong cái tiếng YouTube của tao cái tiếng lớn không, hỏi con bé dùm quay full chan rồi. Em thấy cái giọng chị ở trong stream nó lớn không em hay nó nhỏ? Nó nhỏ hơn em gái chị. Em gái chị với lại chị ai lớn hơn? Ai cái giọng lớn hơn? Để biết tao chỉnh cái tiếng nói. Mày tưởng nãy giờ mày chửi tao không có lên hả? Sao vậy mà? Hãy
Tao mới tắm hồi nãy luôn, chắc là tao tắm nữa quá. Nóng má ơi. Mà không? Em nói chị bình thường, còn em không nghe giọng chị kia luôn. Có nghĩa là giọng của chị lớn hơn giọng nhỏ em gái chị phải không? Nghe được. Đang phơi đồ. Hay vậy? Hello Cùi Bắp nha. Cảm ơn ông tới phòng xoài chim của tôi. Hiện tại thì tôi đang tịnh dưỡng bệnh ở Gò Vấp. Còn đang chơi game là em gái tôi. Là tụi tôi đang nói chuyện Discord với nhau á. Thì nó đang chơi game thay tôi vậy đó. Rồi tôi quan sát họ. Rồi tôi trả lời mọi người. Má ảo không? Đây là lần đầu tiên có xoài chim hơn vậy. Má nóng quá chứ hồi tôi đem vô nhà tắm tôi tắm luôn. Thôi, đang chiêm mộ sao nghe tiếng xối nước. Mấy phôi phu nói gì? Bị gì vậy má? Tại mày á. Ai ghét chữ. À cô Bắp á, à không, tôi đang ở nhà bạn của tôi tịnh dưỡng. Tại vì hiện tại ở nhà của tôi không có hợp với mẹ của tôi. Mắc công làm cho cái bệnh rối loạn lo âu của tôi nó tăng cao, nên tôi phải qua bên đây tôi dưỡng. Ủa hết khóc hả bạn? Tôi hết khóc vậy tờ. Mày cứ chọn đi, chọn nào cũng được. Chết luôn quá ha. Dễ thương. Vô còn ăn khôi nè, em sao vậy? Nhà hả? Nhà nào cũng được, đẹp mua. Để hả, để tao coi coi. Ba cái nhà đó hả? Xúc sắc điều khiển. Ủa đâu má nào toàn nhà nói tao. Thấy. Mấy nhà nào được, thấy nhà kế bên cái tiền đi ok á. Để coi con mày chim coi hồi có người lạ donate không mày, mà được người lạ donate là dí của mày còn hơn tao. Thì mốt mình cứ chim như thế này nè. Ừ.
nghiệp ổng. Tội nghiệp ông quá, đợi tôi đi tôi khỏe mạnh xong rồi tôi chuyển lại thêm lần nữa cho ông. Mà để trước khi tôi chuyển cho ông thì tôi sẽ gửi tiền trong trước nè, ông nhận bánh rồi chuyển tiền tôi lại. Rồi xong rồi đó má. Giờ tới qua pha xếp đồ. Thì ở cái thì ở kế nhà người ta phải làm gì không bây giờ. Tao mở cửa sổ luôn rồi. Ê, chắc xíu nữa hồi mày đi chợ mày ghé ngang chỗ nào bán bí đỏ mày kêu người ta phát giùm luôn đi. Biết chi không, tao tự làm luôn, chắc nấu canh bí đỏ cũng giống như nấu canh bông cải vậy đúng không? Hay lắm. Lên điện thoại cho cháu. Ý đó là tao nói hồi mày gán mày rảnh thì ghé vô chợ mày coi có bà nào bán bí đỏ á. Mày mua theo cái kiểu dạng là giống như người ta xách hết trơn rồi. Rồi tao tự làm thôi thì nấu canh bí đỏ cũng giống như nấu canh bông cải đúng không? Ai nắng dễ thấy hương vậy? Bí đỏ nấu lâu hơn chứ nó mới mềm. Ừ em yên tâm đi, tôi hầm nó luôn. Không mà mở cửa sổ cái nó mát. Cái phone nói gì? Ừ. Vui ha. Ủa Hàn Quân cũng còn chơi hả? Thấy trên bảng điện đó kìa. Mở cái cửa sổ đó má. Dạ tao có máy lạnh rồi đó nha. Nộp cái mày chấm á. Mày chim vậy có nhiều á hả viewer, họ chỉ cái cách chơi nữa. Mày giống vua chúa quá. Mát mẻ rồi nằm con mày chơi game. Mở cái cửa sổ cho nó mát đi. Bà tố bà nói tao có thèm gì nói bà đặt cho ăn.
Thấy thương quá à. Nhìn men chính thấy thương. Ê mà công nhận luôn đó, thằng mày chơi game giùm tao cái giờ tao có thể nhìn được tổng quát đó. Còn cái lúc mà tao stream, tao tập trung, tao chơi, tao không có nhìn được. Thì mày đang chim giùm tao mà. Xài hết nó cho thêm. Tài khoản của bị hacker gửi tin đến nói trừ phi đưa hắn 5.000 trade để chuột về, không thì hắn sẽ xóa tài khoản. Vui bé nhỏ muốn hỏi ý kiến của bạn. 5.000 trade, chị nhỏ. Ê Phan Phan, đến nhờ thiên tài nhỏ xóa bạc tấn công hacker. Trong xóa bạc tấn công thằng đó đi. Trời má, xóa bạc đòi tiền mắc vậy. Này tra tấn hacker hay tra tấn tao? Rồi câu tiếp theo đi. Ồ vậy hả? Vậy mày để mấy cái tay cầm đó giùm tao. Sau khi thương nhân Lucha thể hiện khả năng cứu người phi thường của mình, ấy liền được xem là đại phu, bệnh nhân ùn ùn không ngớt. Còn ấy thì bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo nên cần phải giải thích rõ ràng với các bệnh nhân. Anh ấy cần sự giúp đỡ của bạn. Truyền cho họ cách khám bệnh truyền thống đi. Tớ đang đỉnh không biết bay cũng không biết đi. Không hiểu mẹ nói gì. Thì cái game nhiều khi nói chuyện ảo quá. Ủa, Acheron gọi là chị Tuyền hả? Kêu báo mình chị Tuyền nha má. Câu số 2. À, câu số 2. Má thấy game nhiều tiền, không phải chứ ngoài đời tiền cũng nhiều như vậy. Ha mày. Ha mày. Ý Minh. Alo. Nói gì? Thôi coi cái vụ đó luôn hả? Hay vậy trời. Lấy gì? Ủa tại sao? Mệt quá rồi. Hình trời ơi, tiền kìa, tiền không luôn á, nhảy đi. Trời má quay cái Minh quay như nhảy tiếp. Ừ, thấy thương ha. Quay hình nó ra gì vậy? Trời ơi. Ờ được 80.000 cũng được. Ê, do tao bị gói loạn tiền đình hay là cái chỗ vé khai phá hiện có nó bị xéo vậy? Má, tao tưởng tao bị... Lúc bạn đang nghỉ ngơi trong phòng khách sạn mộng mơ, ngoài đời thật tiếng thấy gõ nặng nề. Bạn ra mở cửa thì nhìn thấy vị lữ khách ít nói đó đang đứng bên ngoài sau một khoảng thời gian dài như đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng sâu sắc.
cuối cùng cô ấy cũng nói rõ mục đích của mình. Tôi lại bị lạc nữa rồi Hikari ơi. Tôi sẽ dẫn đường cho. Chả lẽ thôi giờ tôi thích kiểu ghẹo bả nó, để mướn mấy nhỏ lấy tân lên dẫn đi. Vậy đi, kêu bà dịch hổng long đó dẫn bả về. Thử dẫn mai coi. Ôi tao với mày chim nhiều coi coi kìa mày, 20 người luôn kìa. Ừ thì chừng số 0 ra 2 người. Tiếp tục tiếp tục. Chứ còn gì nữa. Nó có cái nhà, có cái khách sạn. Thôi đi mà cũng lạc không, mà mình chữ luôn. Mình chữ gì đi, cái tới hồi tao đi tao khách cái tao bị lạc cái bả cường rồi trừ. Ông mà nhìn vậy chứ mấy cái khách sạn sang á nha, dễ bị lạc lắm á, tao nói thật luôn ấy. Rồi mày nhảy vô cái nhà đó. Vui quá, chơi cái game này nó thư giãn vãi luôn. Thư giãn vãi luôn. Để xíu nữa mày có qua gò dắt thăm tao không? Chạy nổi không? Sợ mày mệt thôi. Vậy thôi được. Nè nó nghe nè, 4 giờ thì nó nắng thiệt, nhưng mà mày đi 5-6 giờ mới nó kẹt xe ỉa luôn á, đi mà mệt luôn á. Rồi tao em một cái chai nước nha không? Mệt quá dừng lại uống miếng nước rồi chạy tiếp chứ để hả? Rồi cứ dưới cái gò dắt thì nó kẹt xe mà không thể nào tưởng tượng nổi luôn á trời. Má ngồi đi mà dính. Ôi Điển Minh chơi hư giãn quá. Đúng là Điển Minh. Đây, thử thật bộ. Ta donate cho mình rồi. Tao thử, tao tự donate coi nó có nhảy gò vấp có kẹt xe đâu. Trời đất ơi, hôm qua tụi tôi đi hả, kẹt muốn ỉa luôn á trời. Nó kẹt từ cái đường mà Phan Văn Trị mà nói tới cái đường cái gì ta, cái gì Lê Hoàng Phái luôn đấy. Giờ em vô em donate cho anh Minh nè. Đăng nhập, chết mẹ rồi. Đăng nhập bằng Facebook hả ta? Đăng nhập bằng Facebook coi. Anh Minh đưa cái số điện thoại của, đưa mày bấm vô Messenger mày số tài khoản với cái mật khẩu của mày coi. Để tao đăng. À, muốn đồ nè. Tôi sẽ đi vào giấc mơ và nói không được nằm mơ nữa. Cái câu đầu tiên. Người nhận số dư hiện tại. Ủa sao tao không donate? Donate bằng nạp tiền bằng thẻ cào. Cái gì? Chị hả? Chị thì ở ngay Phan Văn Trị. Mà số mấy chị không nhớ. Để tao đặt một cái tên để tao donate cho mày coi. Baby Cute là em đó. Chứ gì nữa. Dễ thương quá trời còn muốn gì. Mày nhắn Messenger cái email của mày coi.
Thôi mày đọc cái email của mày cho tao đi. Nguyễn Thị Ánh Minh hả? Minh, đọc cái email coi. Rồi mày vô cái email của mày, mày đưa cho tao cái mã coi. Ừ, vô cái email của mày cho tao cái mã coi. Không, nó có gửi cái mã mới gần đây không? Tức thời 3:03. Kỳ vậy? Nó gửi mã cho mày mà, mày bấm vô có một thư mới á, rồi mày kéo xuống. Thấy mày bị lắc. Em ở Lê Quân Định Bình Định rồi nhấp. Má nó tức ghê. Thôi được rồi, để tao lấy cái Gmail của tao coi. Gán tao donate lên cho Google đọc chơi. Ủa sao donate bằng WeChat không được vậy ta? Này có nhân 3 nữa chị. Kìa, ta nói có nhân 3 kìa má. Sao donate bằng WeChat không được vậy ta? Cái tao phải đăng nhập thử quá. Phải có đăng nhập coi. Dùng Google. Trời ơi, bởi vậy xuất sắc. Mình là mình phải có cái mình là mình phải có bà Tuyền. Tikami là của Bắp á, ông đó là viewer của chị á.
mà. Đang nhập được. Bullshit, đang nhập thất bại. Ta đang nhập được. Ừ, đang coi nè. Thì sao không hiểu? Ok ok. Để tôi đồ nét lại. Nạp 10.000. Tại chị ít á, bắt đầu từ bây giờ là chị sẽ on nhiều hơn. Má nó, tao không scan được lấy gì mà tao hả? Đồ cù bớt, mấy cô để lại cái điện thoại không có đem mẹ hai cái điện thoại luôn rồi. Ê má, không cản được bước chân Mai Gaming của tao đâu, tao sẽ nạp bên Lay Duo. Kể gì? Ai nói? Sao nó không cho tao đăng nhập ta? Má nóng thiệt chứ. Thử tôi vô lại thử coi. Vì khó vậy, hèn chi mấy ổng chán donate là đúng rồi. Ồ, phải đăng nhập tùm lum. Má nó chụp vô số tài khoản.
nó lên donate vậy ông đỉ mình coi. Vạch qua được. Ghê, đăng ký tài khoản nó không cho chạy. Coi nhắn cho ông đọc cho ta coi. Tao sắp điên tới nơi rồi đấy. Để tao rút tiền về. Có ai nhắn không? Anh ơi. Anh Man. Anh Man ơi. Con khủng quá vậy. Anh Man. Nãy giờ xong trả lời. Giờ mới nghe nàng đỉ. Nổ não hả? Vậy tao càng phái vô đi chung mình nó nổ chứ chị đâu nổ. Hay quá. Không có gì có thể cản được tao. Mày sắp được thấy tao lên trển rồi đó. Hay. Mày mới gì nghe tiếng Timochi vậy? Trời ơi tầm hồn cá ơi, tưởng hai đô nét. Sao chuyện gì? Đang làm nạp tiền donate cho mày nè. Đọc giùm đi, đang bận donate cho mày rồi nè. Đâu đọc.
họa chị. Thì không sao, đó ba đứa mình cùng làm, chị với em với waifu cha anh. Tao cha anh cha đi. Cái gì? Còn buồn ngủ hả? Nó chưa rã mà. Minh nghe em nói không? Á ơi, nó lắc, nó phải thoát vô lại liền đi. Ok, có gì hỏi chị nha. Cảm ơn em, má quay phu cha dễ thương quá, coi từ đầu chim tới cuối chim luôn. Đọc gì? Rồi, bạn đang lang thang mua sắm trước cửa sổ trưng bày sản phẩm rực rỡ của cửa hàng OT. Bất ngờ nhìn thấy một cô gái thuộc tộc Halovan. Trời má, Halovan, tôi đọc tôi tưởng Valorant không á. Từ từ nha. Ủa sao màn hình tóm xây lại ta? Tại sao vậy? Rồi giờ xây lại nè. À, đeo kính râm, khẩu trang, vội vã đi ngang qua, nhưng cô ấy đột nhiên dừng lại và bắt gặp ánh mắt của bạn giúp tôi với Hikari. Thì ra là ca sĩ vũ trụ Robin, các chị sĩ đang tìm tôi khắp nơi, tôi muốn chơi thêm một chút. Chọn câu số 2, ê mày, câu số 2 là thay bộ đồ ngụy trang của Robin, có nghĩa à là báo cho đội vệ sĩ biết đó hả? Nhưng mà nó đang ngụy trang mà. Dẫn Robin thoát khỏi vệ sĩ đi, chứ câu số 2 là vệ sĩ bắt ra đó. Thử giật mai coi. Kỳ nghỉ Bekoni đã kết thúc thành công. Kỳ nghỉ Bekoni đã kết thúc thành công. Cô ấy đã chụp vé VIP buổi hòa nhạc của mình để bày tỏ lời cảm ơn. Ủa, cô ấy đã chụp vé VIP buổi hòa nhạc, chứ phải là cô ấy đã tặng bạn cái vé VIP vậy hả? Là bày tỏ dữ chưa? Rồi giờ tao chuyện. Tao quên, giờ tao donate cho mày. Gì vậy? Ủa gì giờ nạp vô đâu? Trời ơi, phải chuyển tiền vô nhỏ này hả? Để hoàn tất đơn nạp, bạn mua lòng những khoản theo nội dung sao? Hồ Thị Như Nguyệt là ai vậy trời? Khỉ luôn á. Đâu? Ai là người phù hợp nhất để phụ trách dẫn đường ở một nơi xa lạ? Hay chơi con giùm. Thích bà đất. Ai là người phù hợp nhất để sắp xếp chi phí du lịch? Chọn hết tay giùm tao nha. Nhỏ đi vào. Ừ. Đồ má, đi du lịch mà chung bay bạn này được nè. Đứa tu chi, đứa đéo biết đường, đứa thì giàu quá, không chơi gì được. Rồi nha, để tao tập trung tao donate cho mày.
tên hiển thị của tao. Fan của anh Minh. Số tiền muốn đô nét 8.000. Số tiền nạp 20.000. Mẹ con nhỏ hồi như Như Nguyệt là ai vậy? Thôi kệ, nạp mẹ nó 20 coi vô luôn trai. Có 20.000 ngày kể đi. Không biết. Hình như là phải nộp đi cho con nhỏ này mình mới có được á. Nạp BD. Nó kêu tao là vậy á. Không phải chứ bờ đờ á. BD. Ê, giao dịch không thành công do tài khoản của quý khách không đủ số dư, vui lòng kiểm tra lại. Không đủ dữ chưa, thôi tôi nạp có 20.000 mà bấm lộn. Đâu? Mát tháng 7 không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Acheron không nhớ gì cả. Hết ta chẳng buồn quan tâm. Còn về du lịch tất cả đều dựa vào cách tùy cơ ứng biến. Một cuộc hành trình thật đáng mừng, thật đáng hy vọng. Biết không? Biết sao không? Má tháng 7 thì du chi. Cũng má Tuyền thì hả dẫn đường đi tới miền cực lạc. Còn hơ ta đi đâu cũng được kệ mẹ, miễn có tiền trả là được. Từ từ. Từ từ đến đây. Ủa gì kỳ vậy? Tại tao gái. Rồi để tao lên tao đọc nè. Bạn gặp cô Ajiro đang bị lạc trong khách sạn. Bạn vốn định giúp cô ấy tìm đường quay về phòng cô ấy, nhưng hình như các bạn đã lạc đường. Bạn suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Đừng lo, linh cảm đến rồi. Kỳ vậy, tao mới nạp cho nhỏ đó 20.000 xong mày không thấy đâu vậy ta. Donate rồi. Chết rồi, nạp 20.000 mà không biết sao đi về đâu rồi. Nạp cái này 20.000 tao nó nạp vô cái tàn không. Từ từ tao qua lại. Tao thấy dư của tao là
Dạ, 20 ngàn á. Để tao mua thẻ cào cho Momo coi. Mất nữa nghỉ sanh bệnh luôn. Nạp tiền điện thoại data biết cho sao tao không phải. Mã thẻ đi mua mặt. Em xin nạp mà mua 10 ngàn mua ngang. Mẹ cái gì mua thẻ điện thoại mẹ rồi đi. Nạp cho nhỏ thì cái mất tiền rồi. Trời ơi, hello anh Hai Chim ơi. Mất tiền rồi. Nạp giùm. Má con đừng gian mò nè má. Không, 997 không. Chín chín bảy không nóng ghê chứ. Thẻ không hợp lệ là sao nữa vậy? Trời ơi, để lộn hàng chi. Không, 9970. Một, hai, ba, bốn, năm. 23419. Nóng tháng 1. Ôi hello Quỳnh Phương nha. Cảm ơn ông đã tới phòng trò chim của tôi. Cảm ơn ông. Ủa ông nói gì vậy? Đèn giao thông. Má nó xác minh coi tao phải là robot không? Mẹ. Thẻ không hợp lệ là sao? Thiệt chứ. Đợi tao, tao phải gán tao làm cho bằng được, tao mới chịu. Tôi bấm đúng rồi mẹ. Tao chết mà. Cái gì? Chưa, nãy giờ tao chưa tới năm lần. Lần này thôi nha. Mệt mỏi lắm rồi đó.
vạch qua đường. Đèn giao thông. Má nóng ghê. Chưa được nè. Ai nói cũng được, mấy ngành xin của ảnh cũng phải của mình đâu. Giao dịch đang được xử lý, vui lòng đợi vài phút. Nhưng mà 20.000 kia của ta sao tự nhiên mất tiêu rồi ta? Chuyển khoản qua ngân hàng với người miễn phí hỗ trợ từ 8.5 sao kỳ vậy? Sao tôi nạp tiền rồi mà tự nhiên tôi mất tiêu? Sao nộp cho nhỏ nãy thì mất tiêu vậy? Ý là nộp đi cho con nhỏ đó sẽ nộp vô cái của mình đó. Để hoàn tất đơn nạp bạn vô lòng chuyển khoản theo nội dung sao? Tôi làm y chang luôn á. Thôi chat ngay coi. Báo cáo nữa nè, ăn cắp tiền của tao. Sao đâu giờ chị đang bán vốn bay nè, hỏi sao tiền di chuyển cho không có nè. Trả tiền cho cao. Bởi vậy mấy ổng có donate Momo cho tao không cho nó nhanh đấy. Bác sĩ đó bị bực, đang bị cảm mà.
Bạn đã nạp thành công 6.500. Trời đất ơi, nó ăn phí dịch vụ kìa. Tao nạp thẻ 10.000 Mobifone, nó ăn phí dịch vụ gần 3.500 luôn. Đồ nét được 6.000 không ta? Đồ nét 6.500. Bạn cho mình xin đầy đủ danh sách email đã cập nhật vào tài khoản Play Duo. Ồ, phí gì cắt cổ quá vậy trời. Tiền nhỏ nhất 8.000. Đồ nén nó 6.500 nó mới cho. Khổ ghê. Má thì cái đồ nén sao mà gian nan dữ vậy trời. Nạp tiền bằng thẻ cào lay có thanh toán trực tiếp qua internet banking, chuyển khoản qua ngân hàng. Thử không? Tốt tiền chứ. Má tao nạp 10.000 tao mệt lắm rồi đó. Trời ơi. Để từ từ coi. Tao lấy cái bóp rồi nghe. Lấy cái bóp rồi lấy cái mặt. Tạm cái mặt thẻ nạp tiền nè. Ủa sao anh thấy mã thẻ trên thẻ của tao vậy? Tao đang cãi lộn với Lay Duo, tao lấy lại tiền của tao. Góp với định dạng được yêu cầu. Gì vậy? Bốn. Đúng rồi mà má. Cái lầm gì mà không được hả? Má thẻ tật nòi ơi, con quỷ sứ. Còn thẻ Nabat trong khi mình là thẻ Visa. Ảo quá. Nạp tiền mà gian nan mệt ghê. Hãy chim cho tới khi nào tao donate được thì thôi nha. M
mọi người chắc hiểu. Ê, nó trả cho tao lại tiền rồi. Để tao coi coi nó có trả lại tiền. Gì vậy? Mày cười cái gì vậy? À. Thì mới đi lạc hồi nãy lạc tới mức độ mà con tháng 7 nó không nhớ nữa, nó vô hồn, nó xuất hồn luôn mà. Má chưa, chị đang cãi lộn với Lê Đuô. Xong rồi, xong rồi. Má nó bực ghê. Rồi, để tao coi coi tiền tao. Sao vẫn còn 6.000 gương. Kino を惜しむ必要はない。Kino を惜しむ必要はない。目の前の道に集中してこそ遠くへ行けるのです。目の前の道に集中してこそ遠くへ行けるのです。あ、なんかこれ辯論じゃないの。 Má ăn bê la tao phun cũng mệt. Còn gì không làm hết cho Cao. Còn buồn ngủ không? Bạn tập tin này rồi copy dòng trong ô gửi giúp mình với ạ. Má nói quần quẹ không hiểu gì là. Bạn nhấn vào link này rồi copy dòng trong ô. Ô nào. Ô nào. Cái chị Lay Duo này mướn con admin nào mà nó kiệm lời dữ vậy trời. Má nó mướn tao vô để tao trả lời cho người ta hiểu rồi lỡ nhiều khi có nhiều người ta nộp 2-3 triệu rồi bị mất tiền sao. Nói chuyện giọng đó mẹ tức ghê. Cãi lộn với Lay Duo. Ừ. Beast là liều gà nó hea ni tôn đi ta mì tài. Bocu là dễ tay ni sore o mamoru. 涼しいです。一心同時にな。ちょ、タイ君、俺、エンチ、いのんさい。ま、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 
守り抜く。 木さんは無常なり。 客をもてなさないと。 Mày khỏi cần. Mày nói là thằng bé nó đã nghe. Bé nó nghe. Nghe trên stream của mình nè. Ủa chứ nãy giờ ta điểm từ đầu stream tới cuối stream là bé nghe hết á. Ủa thiệt không? Không. Ủa giọng mày nhỏ xíu hả? Sao vậy ta? Sao cái giọng mày nhỏ xíu để tao coi. Mày bấm vô cái đít cọp đi. あの光と空にある美しさを守り抜く. Bây giờ để tao gọi.
Từ từ để tao gái để tao thoát cơ hỏi đào Như Lộc đó. Quýt ảo của tao. Quýt ảo của tao. Alo. À, đợi xíu. Alo. 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 Được phải không? À, ok. Không. Rồi, vậy là mày nghe hai luồng luôn á hả? Đâu có đâu. Tao đang nghe trong Discord mà giờ tao tắt. Là sao tắt bên kia hả? Ôi trời. Tô. Lô nghe nè. Hey. Chơi đi bình thường, tao nghe rồi. Chết nãy giờ tao chửi lại duo dữ quá trời luôn. Bé nói kìa, em nghe mỗi giọng Hikari giờ giọng ngược lại. Bé nói gì kìa. Hả? Biết không? Thì giờ em nghe được tiếng của nhỏ em gái chị rồi đó. Ý là hồi nãy giờ là trên stream mà người ta nghe tiếng tao không à. Thì đúng rồi. Chứ chẳng lẽ giờ stream của mày nghe tiếng tao. Thôi thì nghe tiếng nào cũng được, miễn nó có tiếng động đi thì người ta mới coi. Chứ stream mà không có tiếng động chán lắm. Có mày nói được rồi, tao nói gì? Ừ. Má nó tao chạy qua cãi lộn bên kia tiếp. Bé nghe rồi kìa. Ok. Nghe rồi không? Ok. Nói giờ cho Waifu Chan giao lưu với lại anh Minh nha. Gái chị. Hay vậy quá. Ối lại cho tao 20 ngàn liền. Con Lay Duo. Con Nguyễn Thị Nguyệt. Anh Hachime nói tiếng vẫn nhỏ kìa. Ủa cái tiếng em gái em vẫn nhỏ hả? Bây giờ khoan nha, tao vô cái kênh YouTube của mày, tao nghe cái tiếng của mày nha. Mẹ alo nhiều lên đi. Alo. Ủa tao thấy vẫn nghe dữ mà. Nó giọng tiếng bên cái điện thoại luôn á. Có không? Hay từ từ. Alo thử coi. Alo. Alo thử lại lần nữa coi. Alo. Nghe không? Có tiếng mày nhỏ xíu xíu à. Mày bấm vô cái miếng Âu mày hạ mày lên cái tông mày xíu thôi. Kéo lên hả? Vô OBS á. Là kéo lên hay kéo xuống? Rồi kéo lên. Rồi kéo lên. Thấy không? Rồi thấy rồi. Rồi ok được rồi. Nghe không? Mày alo nghe ơi. Alo. Rồi ok mày nghe mày đó. Mày mở mát cái OBS, cái tiếng giọng mày luôn đi Minh. Mát luôn hả? Ừ. Alo, nghe chưa? Rồi, mở mát luôn. Ok, vậy đi. Mát rồi đó. Rồi mày alo, mày luôn cho tao nghe coi. Phan, bật game. Bật OBS, tao coi cái nó cái thanh nó lên cao không? Thấy không? Ủa, mày thấy qua stream không? Hay là có... Thấy qua stream, đang thấy qua stream. Thật ra thì nó không có bị trễ, nó trễ khoảng 1-2 giây à. Thấy chưa? Má giọng tao đúng lớn luôn, giọng tao đi tới cái mức vàng tới đỏ luôn. Ý là cái giọng mày như cái bô. Má tao đi qua tao cãi lộn tiếp mà. Cãi lộn hoài à? Ừ cãi đi. Có tiền của tao về là được.
chết cha, cái này hồi đó làm sao tự nhiên quên ngang ta. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nghe rõ nhưng hơi khó. À, hình như mọi người nghe được rồi phải không? Mọi người nghe được rồi đó. À vậy là được rồi. Rồi mày qua cãi lộn mới tiếp hả? Ờ. Cãi lộn hoài á. Mà nó phun tiền ra cho mày chưa? Chưa. Rồi giờ tới đô nét đi. Giờ tới khúc này quên ngay người ta. Chết rồi. Làm cái này rồi mà đi tới khúc này đi ngang quên ngay người ta. Kìa có quay phu chan vô pha chan chỉ cho. Dạ cái này nó chưa được 20 đá đúng rồi. Ủa nhưng mà chết cha rồi làm cái này làm sao rồi từ giờ làm cái gì nó ta tự nhiên quên ngang người ta. Làm rồi mà tự nhiên quên. Bây giờ nè. À ok ok. Tự nhiên quên ngang à. Yeah. Ok ok thank you. Cái đó là puzzle của Aki đã sinh ra. Hả? Đồ nét cho mặt nha. Đồ nét cho tao hả? Cho mày mới được. Kabe ga kieta. Soro soro goal kana. Giỏi lắm mình ơi, bốn người xem mày đó. Ghê vậy. Có tao cũng chổng mà. Bakura một cái đake. Ayashii. Akete miyou. Nani? Dou shite kyū ni akari ga tsuita no? Bikkuri shita. Sore ni shitemo konna ni doa ga aru nante. Oi. Oi. Kono naka no dore ka hitotsu kara deraleru to omou ndakedo. Nao. Đâu, nghe cái gì? Xong chưa? Rồi, nói đi, gì? Coi coi game chưa? Đang chơi tiếp cốt truyện nè. Từ từ má, đang nạp tiền, đợi cái. Nạp, nạp. Nạp cho tao đi. Má nạp què gì mà nạp hoài vậy? Mà hồi nữa tao donate xong bài quốc gồm đọc, mày để cho ba đọc nha. Chỗ mày mà chơi, chơi chơi tới khúc này mày thấy kinh dị mà không? Đi đi chơi vui luôn á. Rồi xong. Rồi xong chưa? Rồi. Ủa chết cha. Đi vô không được ta. Yeah, nghe rồi. Anh Min yêu dấu mặt anh Min như con dấu dáng nghe cái bình luận của em nha. Chứ em nạp tiền mệt chết con đi nghe luôn á. Cảm ơn anh Min vì đã stream hộ em nha. Nhiều chào ai bờ cờ đơ mờ miệng anh Min. Phim này thấy không? Ờ đang thấy đây. Nghe nó đọc không? Nghe đọc không? Nghe nghe nghe. Nghe mà mắc mệt quá. À vậy hả? Ok. Mà giọng bà Google hồi nãy lớn hay nhỏ? Giọng giọng cũng ok á. Cái sao? Sen no chin bi shin no ki. Uranai masho. Misete ya kyōtan no kusuri yo. Isogaru maware desu ne. Mệt luôn á. Yo no banbu lộn mà nói mà. どう言いたい直してやろうか。よいしょ。バラに近いを消え去れ。客をもてなさないと。ショック大さん。いた。場を持って尊しとなす。トップ9アンモンドネット。トップ9ね。お。ね、3回だ。ドネット18。もう3元。ま、ドネット18。あ、いいよ。20
Không thấy 7.000 đĩa mì. Một mình con không con gánh không nổi. Ê sợ rồi. Ano hikari to sora ni aru utsukushisa o mamori nuku. Shouku Taisan. Junbi wa kuchinai. Ano hikari to sora ni aru utsukushisa o mamori nuku. チンキを持ってこ。一心同期。ああ。消えされ。見つけられなかった。陰陽転換。世の万物陰陽。な。 không có hồi máu nhưng mà cái xem thì nó đặc biệt là có thêm con gãy cổ này nè, nó dễ, nó mỏng, dễ gãy lắm. Tôi nghe động con nào chết. Thấy thương waifu chan, ghê waifu chan coi từ đầu chim tới cuối chim luôn, yêu bé. Bé bé cũng chỉ tao nữa. Nhưng mà để chỉ xíu chắc là phải đổi team quá. Tại vì không có trong đó không có ai phá được cái lớp giáp của tụi nó. Ôi giọng Minh chim dễ thương chứ bộ bay. Trời ơi, chứ à, hết hồn tụi chơi lên từ đầu. Ok, để lát tụi đánh con quỷ tới đây. Qua đi. Yeah, quất cuộn chơm nó về. Đi tế, cover. Chô ca chô y. Yô nô văn bụt, dìn dì, nát. ちゃんと直さないで。はっ。この。カーブで焼き。生産しましょう。長期間のバイルドが成功の秘訣。この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 。
天間世の万物人事なっ足をいじめるな取りゃ生産しましょう継承よまだ分かってない人間は星空を掌握する欲望を隠さない私もよそうよ一体 やっ行ってカブ中であったモンスターたちに似てるこれがファミリーの隠してる秘密なのこの陰陽転換ミス
ウム相通ずる秒殺だわ資産没収よ逃がさないわまだ分かって人間は星空を掌握する欲望を隠さない私もよ砲丸を持って見るで消化勝利 Yo nó bám bứt dính dính. Nà, không nên con mày đánh thì sao cũng lại luôn. Hiệu quả vào hạ dìm nè. Sẽ sản xí mà chó. Chẳng tôi nào sao này tôi. Alo, mày còn đó không vậy? Còn má ơi. Làm gì vậy? Kể xuống vô. Hả? Cứ đá này mà sao? Cái lộn với con mắm kia nữa hả? Ôm nhiều thanh cơ. Cái đồ quá. Tách tách tách. Hả? Ta đang chỉ rồi. Người ta đang chỉ rồi nè. Phố gắn là một. Chỉ dô gắn. Hả? Chỗ kỳ cảm mì xuê là gà. Sẽ có ăn cơm coi. Ăn cơm hả? Không. Ừ. Dầu rồi nó phá bởi vì. Yo no bambus ni ho jinji na. Đi té, cover. Bởi vậy nên là cái team này á, chị sợ nó chết á, sợ chết nó hẳn là sợ chết nên dạ. Có một đứa bảo hộ với lại một đứa là trụ phú. Mà đã vắt cái này, nhân gian là 星空 を掌握する欲望を隠さない。私もよ。Gặp mấy đứa này á, lấy cái di vật cho nó không? Mấy cái gì di vật rác không? Đổi cũng ra rác luôn. Đồ bộ rác. Kiếm nào không? Kiếm nào không? Chưa có được, chưa. Coi đây, coi. Coi kịp. Coi kịp hả? Coi kịp. Coi kịp. Coi kịp. À, lách quăng ra cú nào không? Coi. Tính ra hồi Scatter Ray phim còn nhiều hơn thôi. Vậy thì bài phim của Honkata Ray nó chất lượng. Đẹp ghê. Nó tao phá nhà mà tao đóng cửa không được. Phá nhà quá. À, đừng lại đánh tiếp nha. Ý, đường này đỡ đỡ hơn. Mày có lách quanh. Mày có lách quanh gánh. Memo key. Black Swan. Tao yon đi cho đây. やっ! 逃がさないわ世の万物人事なっ。え、結構今地上が長期間見据えるのが成功の秘訣。これまだ分かってない。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。 見せてやろう。氷炭の薬よ。ああ、オッケーオッケー。ありがとう。治してやろうか。市場がさ、長期間見据えるのが成功の秘訣。世の万物人事。まだ分かってない。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。
biết tao không anh Thiên đi đây. Hả? Mày nói gì? Cách là nghe không? Hả? Sao? Nghe nó không? Trời, bây giờ mới nghe nè. Tiếng gì em lớn quá hả? Lâu lâu thôi, có phim này, phim nè. Ok, coi. Hình như lấy cái con nó đập Hạt lại trời ơi, nắm tay kìa. Hay được 5 người coi kìa. Ôi, trời, mới vừa nói xong cái tụt xuống người rồi. Nebosuke-san. Dịch không lông. Dịch không lông mày ác à. Không được có ghẹo bạn. Không được như vậy. Đừng ghẹo bạn. Yume no naka ni watashi wa dete kita kashira. Đây là thiên đường hay là đâu? Phim xin lỗi. Đúng rồi. Tại nhiên sao khúc buồn hay khúc cười vậy ta? Anata ga mottomo yoku shiru mottomo anzen na bashi. Con buồn ngủ không? Anata no seishin jōtai ga seijō de yokatta. Không, bớt rồi, bớt còn ngủ rồi. Ano genshi no mukyō no eikyō wo uke nakatta. Tối tao ngủ không được. Bé nói gì kìa không? Ok, để tao qua tao đọc. Tại tao đang coi trong Discord. Lát nữa có pha xiên lụa Last One là thiên nga đen mà sao lại là dịch. Ồ sao tụi nó kêu là dịch ta? Hả? Tại vì tụi nó hay ghép ghép con dịch thành cái con dịch mà chuỗi lông á là Last One. Tụi nó gọi là dịch kiểu như là có nhiều đứa nó có biệt danh nhưng mấy đứa này cũng mắc cười. Ghi mô phù đề ít bài nà nó hoa cắt tê rư kê tô Asera nai đê. Nghe tao nói rõ không? Nghe. Yeah. Mốt chắc phải phải nâng cấp đội hình này lên nhiều mới được. Tại vì chưa có đồ gì cho mấy cái tướng mày. でもブラックスワンは確かあのメモキーパーは姫子さん明らかに周到な準備をしてから来てる。約束通り。この子を連れて帰ってきたわ。大丈夫。現実にも夢にもあんたがいなくて、うちめっちゃ心配してたわ。ラー言った。無事でよかったわ。紹介するわね。彼女はブラックスワン。 Garden of Buri Collection のメモキーパーよ。うん、そうじゃなくて、姫子が言うには、無教の調査中に偶然あったらしいの。何が前、ウッドを読んでんや。は？今のところ。なお、まいまいまいまいまいまい、で、バグッドを読んだ。でも。Ủa chưa nãy tôi đâu nét là có bài quốc gọi đi theo mà. Ừ đúng rồi nhưng mà mới vừa hay sao? Ý là hồi nãy á. À sao? Nãy nghe không? Nghe rõ. Nghe bánh bắt đầu không? Nghe nói. Hay vậy quá. Thì chị đấy phụ nữ. Thì chị đấy phụ nữ. Thì chị đấy phụ nữ. À đúng rồi. Hiện giờ thì chị không có dây. Nên là để cái dây nạp năng lượng cho Argenti xài đỡ. Tại vì chưa có cái đồ nào ngon cho Argenti. Nên là chị kép cái đồ nào nữa. Chỉ số của Argenti để đẹp đẹp chút xíu thôi. Chứ thật ra là đồ nó chưa có ổn đâu. Còn dở chưa có tốt nghiệp. Nói chung là ạc của anh học xui lắm em. Từ ga cha cho tới ga cha dị vật cái què gì cũng xui hết trơn. Kimi wa kanojo no koto wo yoku shitteiru yō da na. Mochiron. Watashi wa koko ni iru subete no ningen wo shitteiru mono. Pinokuni dewa dare mo ga uso wo tsuku kamoshirenai keredo. Kiyoku wa uso wo tsukanai. Dakara koso
私は皆さんに一つの事実を明らかにするわ。cái gì game chiêu chiêu buồn ngủ hả? Giọng và lách qua nghe chiêu chiêu buồn ngủ. Người ta nghiêm khắc thì ổn định được cái điều kiện. Anh Hajime nói mày bán ạch hết xui kìa. Anh Jim ơi, mua thì tao mới bán. Pinoco ni sono mono ni yurai shite iru no. Đó 2 tỷ. Pinoco ni sono mono. Ạc này làm như là ạc của Mihoyo sao mà bán 2 tỷ vậy má. Mơ no chi to iu no wa. Cái ngữ quả là phải bán vậy. Ga nanraka no shudan de taisetsu ni mamotte kita seika de ari. Chủ yếu là đang suy nghĩ cho anh Hồng lấy DBS hay là sư bọt nè. Tại vì bây giờ á, nãy tao còn tính lấy cho mày ban đầu tao còn tính quay cho mày hằng Lucha nữa. Tại con mày thiếu heo quá. Nhưng mà thôi kệ, để sao. Luôn nó heo có được nhiêu đâu. Thôi thôi đây này, đừng nhấn mặt anh Lucha nha. Anh Lucha heo thì bị ngon. Anh Lucha heo là ngon nhất trong tất cả các dạng heo á. Mình nhớ hai tờ kỳ nhì mi ta kết kỳ vào ngoài tờ vừa đỡ tốn kỹ năng mà vừa heo ngon nữa. Chỉ có điều không có hồi sinh bằng bay luôn. Ủa mình nó ổn chí mono mi tê tà nó ủ chí mô chí cô nó cài lô hô tê nó staff hà sô yôn đê đà. その景色と夢の中のピノコニーは全然似てないけど、ブラックスワンの言った無形とはよく似ていると思う。最初は気にしていなかったが、最初は気にしていなかったが、よくよく考えてみると、両者の共通点は多いようだ。それに常連客から聞いた話だと、夢に入って最初の駅はもともと無形ホテルだったけど、ちょっとした事故があって。ホテルは現在修繕中らしいの。建物はどんな時に修繕が必要になるかしら。彼女が経験したことと結びつけて考えれば、答えははっきりしている。ピノコニーの美しい夢は沈没している。元の姿に戻って、深海に沈んでいるの。Con nào có trứng cũng ngon hết em. Sore te mukyō sekai wa kusure kakete iru tte koto? Mukyō hotel de okite iru koto wa sono yōchō yo. Naruhodo. Kore de family no kotoba no iwakan ni setsumei ga tsuku. Hai ba ba ko ke mo kou sha luôn rồi. Moshi kono news ga gaibu ni shiretara. Shukuhaku kek no jissai no anzen sei ga dou de are? Utagai no kyō hyōban wa hitsuzen teki ni eikyō o ukeru koto ni naru. Anha kime no wi wi. Chō wa seremoni ga chikazuite iru ima. 彼らはそれを隠すしかない。宿泊客の安全性は、それすら保証できないかもしれない。この野郎、ai cũng sợ mà。彼女の遭遇したモンスターは、最高の証明じゃないかしら。Giang Vinh có trứng à? Giang Vinh đánh hồng có trứng nha. Nhưng mà không thích xài. あの記憶域ミームについて。死と暗殺を暗示する。Tại vì á, chơi Giang Vinh nó khó lắm. Nếu mà Giang Vinh mà có ai đó mà bảo hộ á, thì á, nó còn có thể xài thêm cái chiêu gọi là đánh theo sau. Nhưng mà nếu mà chỉ cần ai đó mà đã thương nó rồi á, thì nó sẽ không dùng cái chiêu đánh sau nữa. Rất là khó lắm, nói chung mệt lắm, chơi con nó mệt lắm. Con gì vậy? Giang Vinh. Thằng bé Giang Vinh này á. À, thằng bé nó mới thôi, lần đầu tiên đi chơi thôi. Hay là tao quay cái nó. どんな理由で請求列車と協力しようと思ったの？đúng rồi. 少し訂正させてほしいのだけど。đúng rồi. Hẳn nó hẳn là chị không có xài Giang Vinh, tại vì nó khó quánh quá à, với lại cái số đam nó gây ra cũng không ngon, khó chơi lắm, bỏ. 答えは簡単よ、姫子さん。Thả cái bay sao á, nếu mà DBS mà DBS tăng á, thì á, xài bà gì tự nhiên quên tên rồi ta. Chim liêu, đúng rồi. Thả lấy chim liêu cũng ngon nữa. Em mới con ngon hơn, đúng rồi, em mới con ngon hơn. Đúng rồi, ta ngon lắm em, ngon theo nhiều nghĩa lắm. Sức mạnh với lại cái tâm hồn của chị nữa. こう言えば理解してもらえるかしら。そして、あなたは、請求列車の話。mấy giờ rồi?
chưa nhà chán lắm. Khai thác nó mít chưa dì xe xử mô cũng được. Là ta xí hoa. あなたたちが潜在能力と。あなたたちがこの舞台で放つ唯一の輝きを信じているの。これが私が皆さんと友達になりたい理由よ。悪夢と美しい夢が満足し、それこそが記憶の豊かにふさわしい。わかったわ。 Nhưng mà an tình nhìn tôi xử mai nhỉ. Cô chỉ ra đây ít cả hai cái ai tay của tôi mà đi. Thì cô hay không cay bắt ba chị đã mất. Bữa nay mai mốt khi mà chơi con cá ăn bát thì cho waifu chan coi ảnh của mày. Ở bé biết không gian bắt ba. Ôi nó chạy kim cương kìa. À, nó chạy kiếm cái thùng á. Ơi. Alo. Nghe. Nó chạy kim cương tới kìa. Bò bị chặn rồi. Ủa. Ủa làm gì vậy? Làm gì vậy? Ủa làm gì vậy? Làm gì vậy? Ủa làm gì vậy? Nhìn đúng vô chi. Nhìn nó cưng quá à. Ừ. Ủa cưng ơi. Tao tội nghiệp lắm. Ở bên đây một đường luôn nè, thấy không? Ở bên đây nè, ở bên đây nè, em có thể đi vòng bên đây được mà tại sao em thích đi vô hán của thằng lồn nghĩ vậy? Xin lỗi nha, lỡ ai mà nghe mình nói chửi tụng bỏ qua đi ha. Sao đâu, chơi game vui mà lo cái gì. Với lại giọng mày chửi cũng đâu có ác ý. Nào, ok vậy được rồi. Thôi có tô bát cũng khỏe lắm á mày. Nó kiếm mày mấy cái gương mà gương mày chạy kiếm tiếp được. Gương trong hốc trong kẹt mà mình không thấy luôn. Nó kiếm gương hay lắm á, nhờ nó là Tao đỡ cái lưng kiếm gương cho mày. Không. Con game bắt ba em tự chơi mà giờ game nó hút máu á. À, thật ra thì đúng nó hút máu thiệt. Nhưng mà chơi vui thì ok, chơi với tư cách một người kiểu cho mình giải trí thì được. Chứ nếu mà em chơi mà em bu hay mấy cái người mà giống như là người ta chơi queo á thì khó chơi lắm. Tại vì á, cái thằng con game bắt ba á là nó phải đủ ba cái gọi là gì ta, ba cái vết thánh và phải có thêm một cái vũ khí nữa thì nó mới kích hoạt được cái sức mạnh của một cái con tướng đó. Thì nó thật ra là chị chưa có, chị chơi đến nay của Hong Kong Bắc Ba là 10 năm rồi nhưng mà chưa có con nào mà đầy đủ trứng hết trơn á. Nhưng mà chơi với tư cách vui vui, giống như là em chơi event để em thư sưu tập mấy cái quần áo hay mấy cái skin á, mấy cái skin của tướng em thích á là ok. Còn mấy cái con mà cấp S á là hồi xưa á là mấy con nó như là con Sakura hay là con Kalen gì đó, hồi đó là em phải quay, nhưng mà bây giờ thì nó chỉ cần em mặc thôi có rồi. Nên là giờ dễ lấy lắm. Nói con bé biết là mày chơi con ca anh bác trong vòng mấy năm rồi. À đúng rồi. À đúng rồi. Em lừa là đúng rồi. Tại vì á, cái con ca anh bác ba là cái cốt truyện nó dài ỉa luôn á. Mà đã vậy bây giờ nó đã kết thúc phần 1 rồi. Phần 1 là con Kiana, nó là nhân vật chính. Mà bây giờ nó kết thúc phần 2 thì á, phần 2 thì nó bắt đầu nó làm theo cái dạng giống như thằng Genshin hay là nó làm giống như thằng con trai bắt ba, thằng con trai Story, nó làm giống bên đó kiểu như là đi mở mắt rộng nhưng mà không có rộng mà thằng Genshin. Nhưng mà được cái á, là cái nhân vật phần 2 á, chị thấy nữ đẹp nha, nằm như cái lời với em. Ý là theo cá nhân của chị thôi nha. Tại vì nhìn thằng nam bên Hong Kai bắt ba phần 2 á, nhìn như hạng BD vậy đó. Thả nam á như Hong Kai Story, nhìn nó đẹp trai, ngầu, tướng cao. Quá, thằng Hong Kai bắt ba, trời ơi, như là BD vậy á. Hà chọn nữ thấy vậy mà nhỏ nữ nó còn mạnh mẽ hơn thằng nam á. Ngầu vậy? Ừ, muốn coi không? Nè, để cho mày coi thử nè. Mày hóc ghép cho coi. À, đúng rồi, mày đâu có quyền, tại mày chỉ có thể coi không qua game thôi. Mày bấm qua đâu coi. Nhưng mà, đó là cái gì? Nam đó, thằng nam nó đẹp, có chị thằng nam nó đẹp. Ồ, hello Thịnh nha, Thịnh ơi. Đang chơi hoa Sky Play. Mà chị nhờ con nhỏ em chim giùm, còn chị nói chuyện đi cọp. Nói chung là, cái này chỉ là một khả năng thôi. Nhưng mà... Nói chung là vì cho phụ nữ là lên ngôi, nam là phải chấp nhận mình là đàn ông, mình phải đưa phụ nữ lên. Tiếp theo là tôi đã phát hiện ra những điều mà tôi đã nói. Đáng tiếc là đó là một tin tức xấu. Theo thông tin chính xác,
Pinocchio để ghi nó nó yếu rồi. Bây giờ mày chịu khó, mày bấm cái xuống, mày bấm vô Google rồi nó coi cái thằng đó coi, nó vô YouTube tao coi. Ủa là Hound à, giờ bấm sao? À, mày coi bên YouTube đúng không? Chào chị, em là Thảo. Hello Thảo. Ok, tao gọi cái mày đi coi. Mới làm về hả? Nè, cho mày coi. Cho mày coi cái hình cái thằng đó nè. Rồi ta để coi thằng tự nhiên nhân vật chính đó, tên gì ta? Main hả? Main character. Một bé nó nhắn nè. Am bên Holy Sky, am back. Một là làm boss, hai là NPC, ba là chết. Không, à, đúng rồi, bé nói đúng. Nè, cái thằng này nè, nó là đây, nó sao nó không cho coi vậy. Nè, cái thằng này mới đẹp trai nè. Cái thằng này nó là cái thế giới hậu. Em có hình luôn. Không thấy hả? Thằng này là hậu. Không, thằng này á, nó đẹp trai hơn cái thằng nhân vật chính bây giờ nha. Thằng này đó là hậu Honkai. Có nghĩa là nó là mấy chục năm của Honkai lúc mà tụi này á. Để coi coi. Ok, không có ta. Mày bấm lên YouTube cho người ta xem đi nha. Mình tắt cái tiếng nhìn YouTube á. YouTube không? Tại vì chứ coi cho coi hình thôi. Thằng đó không có cách của mặt vậy. À, chị đang nhờ anh Minh Kim giúp chị, còn chị nói chuyện Discord. Thấy không? Để tắt tiếng rồi. Để ta cho mày coi. Tức ghê á. Không, mở tiếng à, mở tiếng à. Chung game Genshin anh chung chung game nhà mi chó cứ mở tiếng nha. À, chung game nhà mi có thì được hả? Tối chị có like không kìa, bé hỏi mày kìa. Tối hả? Nói mày á. Đúng rồi, ăn minh chim. Hay vậy quá. Ở đâu rồi ta? Cái là 300 mấy ta. Ủa không, tụi chị stream một hồi nữa tụi chị nghỉ, mai tụi chị mới stream tiếp tại tối. Ủa nếu mà tối này mày về sớm mày stream nữa không? Thì nếu mà canh về sớm thì được. Mày chia cho chia nhà mày được. Phần 2. Kiếm nó không ra ta. Cái thằng đó khó kiếm quá vậy. Để kiếm ở trong đây có. Cái này là nhân vật nữ nè. Cái thằng này, cái con nhỏ này là main nữ rồi. Nhìn thấy main nữ đúng đẹp luôn á. Nè, main nữ nè. Main nữ tóc bạc nữa hả? Ừ, main nữ. Main nữ cục này nè. Đó, đó, main nữ đúng đẹp luôn. Why my name như my, my nam như cục cức. Làm như là my nam á, không có. Ê, phần 2 chơi cũng vui á. Phần 2 chơi hay mà. Nhưng mà cái cốt truyện của nó dày ỉa luôn á má. Kỳ vậy ta. Cho mày coi cái thằng nam nó lâu vậy. Cái thằng đó nó mờ căm mà nên bây giờ người ta cũng không biết tới nó luôn. Ủa ai donate cho mày 50.000 cho mến? Đâu? Giọng bạn dễ thương quá, tặng bạn một ly trà sữa nè. Ủa ai vậy? Cảm ơn bạn nha. Ai vậy? Không biết nữa. Ai vậy ta? Làm sao để coi người ta được? Trời đất ơi, cái bạn Đút đó ha, donate cho mày kìa. Cảm ơn Đút nhiều nha. Ai vậy? Trời hả? Đút cảm ơn bạn nha.
Bạn là người mới hả? Thương bạn là người mới. Cảm ơn bạn nha. Cái thằng con trai bắt ba này nè, là em phải theo nó từ cái lúc mà nó ghét con Minh ra. Nó chim, nó còn có tiền nữa, tao chim không có đồng não. Không biết luôn á má. Ý là nãy giờ lên chỉ nói xàm xàm thôi đó. Mà nãy giờ tao kiếm thằng đó hoài mà không có trời. Nó thằng đó nó mờ câm vậy luôn á hả? Em không chơi con trai âm bác theo mê ta quá kìa. Đúng rồi, gặp tại vì á. Hả? Khoan để tao cái. Tại vì em biết sao không? Cái thằng Honkai em bắt ba này nó đúng là thuộc dạng game dành cho người giàu chơi á. Thì khi mà em đã có được cái con ngon phải không? Cái tự nhiên một khoảng thời gian sau nữa nó sẽ ra thêm một cái con ngon hơn nữa. Ác độc vậy đó em. Nói chung là game bào tiền. Bởi vậy nên là nó sẽ không nổi bằng thằng Honkai Starrel với lại cái thằng Genshin. Tại vì á, cái thằng Genshin với cái thằng Honkai Starrel á, khi mà em quay á, em chỉ tốn có 1.600 rồi. Trong khi đó cái thằng quỷ Honkai Mark 3 này em phải tốn tới 2.800 để em quay lận. Trời ơi. Bởi vậy nên là đã vậy á, cái event của nó, cái lượng mà kim cương nó cho mình rất là ít ỏi. Giống như là nó chỉ cho mình có mấy đồng sao mà mình quay được. Trời đất ơi, ông đút, ông donate thêm 50.000 nữa. Ông ghi là gửi một ly trà sữa cho bạn đọc bình luận nè. Trời đất ơi, cảm ơn ông đút luôn. Cho tôi với em gái tôi 50.000 nha. Trời hai đất... đứa là giữ 100.000 ông đút donate đó. Trời ơi, trời cảm ơn ông nha. Trời tôi không có nghĩ rằng là tôi chơi giùm chị tôi mà tôi được người ta donate á. Thật sự là tôi không biết luôn á. Nhưng mà cảm ơn ông rất nhiều nha. Ôi mốt sau này mày chim mẹ cái kênh của tao luôn đi Minh. Rồi, tất nhiên. Trời đất ơi, cảm ơn ông nhiều ông đút ơi. Rồi, cảm ơn ông nha. Dịch nhắn lắm, không cần chat gì luôn. Vậy hả? Mà cái giọng của mày á, nó dễ thương hơn giọng của tao. Thôi tao chim giùm thôi má, chứ ngại lắm. Rồi, bảy con mắt Pokemon kìa mến. Trời ơi. Ủa chính ra là không có làm cái gì luôn á. Nãy giờ chị tao chỉ tập trung mà tao kiếm cái thằng đó tao cho con bé waifu nó coi cái thằng đó tao tức ghê luôn á. Thằng mặt lờ nó nằm đâu vậy? Trời đất ơi, bé waifu với dịch con giỡn nhau thấy cưng không có bàn đâu. Ông dịch nhà chị vậy đó. Trời ơi, waifu ơi, em coi em gái chị nó thương em tới mức độ nó gán nó phải tìm cái thằng men nó cho em coi đó. Với sẵn rồi tự nhiên tao đang mệt mày, tao thấy tiền donate cho tao khỏe luôn mày. Cười chứ. Ôi tao không ngờ có người donate cho mày luôn á. Tại vì tao chỉ chim giùm mày thôi. Đâu có sao đâu, mày chim giùm tao đi, tao mua trà chữa cho mày. Tại ổng kêu cái gì vậy? Ổng donate thêm 100.000 nữa kìa. Trời cái gì vậy? Trời ơi cảm ơn ông trời nha. Trời gì vậy ông? Ổng donate 100.000 tới mức độ mà cái tin nhắn về cơm tăng của tao còn chưa chuyển luôn á. Có nghĩa là nó hiện trên màn hình của tao mà trên tin nhắn chưa chuyển, và tin nhắn mới chuyển nè. Chim vui vẻ nha. Trời ơi. Trời cảm ơn ông nha. Trời. Trời mừng quá Minh. Trời tôi không ngờ rằng là có người donate cho chị tôi quá trời vậy luôn á. Ông là người đầu tiên luôn á. Trời đất ơi, ổng donate đó hả cho mày đó. Nói chung là cho cả hai em mình đó. Trời ơi, tám con mắt mày ơi. Ôi, ảo quá vậy. Thôi mẹ ơi, khỏi qua tao chim từ đây cho đến khuya luôn. Má chim cho tới cái cùi luôn hay gì? Đủ má chim tới khi nào mà từ 51kg mà còn xuống cái bộ xương không nha. Thôi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nhưng một lần donate bằng bất tử. Trời ơi. Rồi, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn nhiều cho mày. Cảm ơn gãy cái lưỡi luôn. Arigato. Thôi mày nói ổng, mấy ổng đi follow kênh mình để được thấy ta chị em mình chim nhiều hơn. Nói chứ biết gì không? Biết gì không waifu chan với mọi người ơi. Tại vì em gái tôi là thuộc dạng hướng nội, còn tôi hướng ngoại mà nó chịu chim giùm tôi á. Tại vì nó muốn tôi động viên làm streamer á. Mà kiểu như là hiện tại là tôi đang bị bệnh nên tôi nhờ em của tôi chim giùm. Tôi thì tôi gọi Discord nói chuyện từ xa. Ôi đất ơi, ông bèn thêm 50.000 đó kìa. Ôi. Ông donate hồi nãy giờ là
từ để tao tính coi nãy giờ là nhiêu rồi. 200 ngàn rồi phải không? Ước gì được xem stream hàng ngày ha. Trời ơi. Trời ơi. Cái mà dễ thương quá vậy. Ôi cảm ơn ông nha. Mày phải đọc tên rõ ràng lại mày. Ôi cảm ơn ông được nha. Đúng không? Má con chị đọc tên đút, còn con em đọc tên đút. Trời có đụt tim mày. Đụt là nè, chim cánh cụt là, tập, tập là hết gần. Từ từ để tao cộng lại coi. Đúng rồi em chim xong còn có bộ xương nhầm. Trời đất ơi, ổng donate mình 250 rồi đó. Gì ghê vậy? Trời ơi, đang thất nghiệp nữa. Trời ơi, ổng donate thêm 50 ngàn nữa kìa. Trời ơi, ổng donate gì nhiều dữ vậy? Mua thuốc uống đi cho mau khỏe. Ôi cảm ơn ông donate nhiều quá rồi, tiền em đâu ông xài. Trời đất ơi, thôi để dành đi. Mai mốt gì donate 10 ngàn đó, cứ một lần chim á, một lần donate 5 ngàn thôi, giữ chi 50 lần là được rồi. Ủa nhưng mà ý là ông... Ủa mà sao tự nhiên ổng vô cái được nhiều con mắt coi quá vậy? Chim xong thành bạch cốt tinh luôn, phú ông bao nuôi. Trời ơi. Trời ơi. Chết rồi. Chắc mốt tao làm thêm cái kênh riêng cho tao. 50 lần 50k được không nhỉ? Trời ơi cái gì ghê vậy? Ôi gì vậy không? Dữ vậy? Trời ơi khủng khiếp vậy. Má tao phải vô tao soi có một đút này nữa. Hoạt động kênh. Trời ơi ổng có phải là CEO của một tập đoàn giải trí gì không? Chứ giàu quá vậy? Tao ổng là cái gì CEO của chiếc xe 4 cái số 0. Má tao không biết đọc cái xe này. Tao thấy được cái phía sau chiếc xe nó có bốn cái, nó có cái hình bốn cái hình tròn á, là xe đó là hiểu gì vậy? Ôi dữ dằn quá à. Ồ chết mơ ơi. Ồ vậy là Minh á, em tôi có dí chim còn hơn tôi nữa. Ảo vậy ơi, hồi nãy chính ra mày chỉ nói giỡn là ơi để tao coi mày có ai donate cho mày không, donate cho mày là mày có dí á. Tao suy nghĩ trời làm gì có chuyện đó. Ôi má, hồi nãy tao còn nói nữa, để coi coi mày chơi mày stream giùm tao coi coi có ai donate không. Nếu mà có người donate cho mày vậy có nghĩa là mày còn có dí hơn tao rồi, xong luôn. Vậy là nghề streamer không chọn cao rồi. Ghê. Không có đâu. Nhưng mà ổng cũng mến mày mà. Ừ, ổng mến hai chị em mình, nói chung á. Trời đất ơi, ổng donate 50 ngàn đó kìa. Ôi. Rồi cảm ơn ông nha. Trời ơi, dữ dằn vậy. Ủa? Khoan đã. Từ từ. Ai donate cho Vũ vậy nè? Chắc là không ai donate đâu ha ha. Ủa, 50 ngàn nữa. Từ đứt là ai vậy? Đứt là ai đó vậy? Hai chị, hai em. Nhưng mà ủa bạn là ổng donate 50 ngàn nít đi. Hả? Ai? Ổng donate thêm 50 ngàn nữa kìa. Cảm ơn ông đi. Ông đợt đó hả? Ừ. Ờ hay, cảm ơn ông đợt nha. Nhưng mà tôi thắc mắc quá à. Ông đột cười ha thì không biết phải bên nhà tao nữa không nè. Ai? Nhưng mà mấy có nhân viên nhà tao mới vừa donate Momo vô tôi cho mình kìa. Ghê vậy. Nè, thằng bé Thịnh là người yêu của thằng Ngấu donate kìa. Donate là từ từ để đọc coi, má Momo nó chậm quá. Thảo Hoàng Ly Ngọc donate cho An Hon. Trời đất ơi, chị cảm ơn mấy đứa nha. Thấy thương quá à, mấy đứa nhân viên nhà tao donate cho tao đó. Ủa vậy hả? Hello Đức Anh nha, cảm ơn em tới phòng phi chim của chị. Đút là ai vậy không biết luôn. Đút là ông với ai? Thôi ông hay xạo quá. Hay xạo quá. Trời đất ơi. Ông còn donate thêm nữa kìa. Trời ơi nữa hả ông? Ông donate cho tôi vậy, ông có tiền không? Mọi người stream lúc mấy giờ vậy? Trời đất ơi, cảm ơn ông donate thôi nha. Dừng lại đi, ông donate hỏi hết tiền bây giờ. Trời đất ơi, ông tính ông ăn uống này nọ hả? À, mọi người stream hả? À, stream có căng không ơi? Ông follow tôi, ông bấm cái chữ đăng ký đi. Cái ông bấm đăng ký mà ông bấm theo kiểu dạng ưu tiên đó nha. Cái mỗi lần cái chị em tôi stream là cái xuất hiện liền. Chị em tôi stream game là gồm Genshin Impact nè, Honkai Impact nè, Honkata Ray nè. Rồi tôi hay chơi mấy cái game bắn ma đó, mà hiện tại giờ tôi đang bị bệnh nên tôi không có stream game được. Ôi, ông đột này không phải là bên mấy đứa nhân viên nhà tao. Ổng người mới đúng không? Ổng người mới, tôi đang lo là biết cái ông đút này có phải là nhân viên nhà tôi mà ổng giả dạng không ta. Chắc không phải đâu.
Mấy đứa nhân viên nhà tao là Thịnh mới vừa donate kìa. Thảo, Ly, Hoàng với Ngọc donate cho 500.000. Trời ơi, thương mấy đứa, cảm ơn mấy đứa nhiều. Đúng rồi, chim từ 22:30. Trời mắt. Ông mà tính ra bé waifu chan dễ thương quá ha. Đồng hành cùng tao với mày từ hồi mà đầu stream tới giờ luôn á. Đúng rồi. Không phải đâu, tôi lần đầu xem. Trời đất ơi, ông Đụt là người lần đầu tiên xem mình đó mà anh. Dạ dạ, bởi thấy nãy tao cũng đón rồi. Tao cũng nói trời ông này tên mới quá vậy. Mà ông còn donate cho mình nữa. Nên là thật sự cảm ơn ông rất nhiều nha. Trời ơi, thật sự cảm ơn ông. Rồi ok, xíu nữa tao donate cho mày tiền chim. Đâu gà vậy? Thì nãy giờ ổng donate cho chị em mình chứ không phải một mình tao đâu. Bởi vậy nên là thương ghê á. Đúng có lúc mà hai chị em mình đang trong thời gian thất nghiệp nữa. Vậy là ông đang cứu rỗi linh hồn của chị em tôi rồi. Đang thất nghiệp. Ông tới để chữa lành. Đúng rồi. Ông là liều thuốc chữa lành cho hai chị em tôi một bữa cơm, bữa đực, bữa cái. Trời đất ơi, ông donate nữa kìa. Lần đầu xem stream hay quá, tôi rất thích. Ha ha. Trời ơi. Trời ơi, chính ra là nãy giờ chị chỉ ngồi chị kiếm cái thằng men đó cho em thôi đó. Mà chị được người ta donate thiệt luôn. Thằng men. Mày chửi thằng men đó nhiều vô thằng men đó cho mày thiệt. Vậy là ông này ổng cũng muốn coi thằng men nữa rồi. Kiếm chết cộng đồng mạng nãy giờ luôn mà không ra thằng mặt đó. Kiếm đòi chỉ cho tao. Kiếm mà ít. Mày kiếm tới khi nào được cái thằng đó mày mới ngừng stream nha. Má, kiếm xong hồi còn có cái bộ xương không à. Thằng đó tin gì vậy? Tức ra. Nhưng mà thương quá à. Thịnh ơi, gửi lời mấy đứa nhỏ là chị cảm ơn nha. Trong thời gian này đang khốn khó, có mấy đứa giúp đỡ chị mừng ghê luôn ấy. Tôi có xem stream đâu, tôi nghe giọng hai bạn thôi. Trời ơi, ơi vậy đúng hả? Mà vậy chắc tụi tôi nên thiết nghĩ tụi mình đi đóng gì hề kiếm tiền đi mày ơi. Để lo cho bữa đực bữa cái của tụi mình. Vậy để thôi tao với mày làm hài độc thoại đi. Hài độc thoại của tao mày nói chuyện thôi. Ai xem được xem. Thôi. Thì bởi tao mới nói. Chắc mốt kênh chim lần đầu tiên của hai chị em cùng chim. Chứ đó giờ mày thấy sợi chim mơ không? Ta chim ta có mình à. Mốt chim tự nhiên thấy trên hình hai đứa chứ phải một đứa. Trời ơi, mày search cái tên thằng men coi. Mày ghi cái gì vậy? Hoska Ambakpa, men character, men Mai. Thằng đó tên Mai hả? Mèo á, trong tiếng Anh tên á, là con trai vậy? Trong tiếng Anh, mèo là con trai mẹ. Ủa, có show cam á. Ông coi để mấy cái video cũ của tôi. Ê, mày bấm vô một cái video cũ lên, mày cho ổng coi cái mặt của tao đi. À, đừng có bấm gần nhất nha, má. Gần nhất con xấu chó lắm, còn có kỷ niệm. Bấm vô YouTube An Hoa Nguyễn á. Nhớ trước có cài attention anti quảng cáo mà. Ủa quảng cáo gì ta, chị không thấy. Ê mà Dịch ơi, em chịu khó một hồi. Ví dụ như em có rảnh á, vô OKBS á, tắt mấy cái mà cái dòng nó, cái dòng mà Nguyệt Nhi rồi cắn yêu này nọ nè. Cái đó là lâu lắm rồi. Để người ta vô coi, người ta tưởng đâu chị được donate á. Má ơi, cái đó cũng một năm về trước rồi. Ồ, không có hả? Có cái nào mà mày show kem đâu. Hình như cái này nè. Cái này khoan đã, bây giờ á mày để cái YouTube này đi, mày bấm vô cái kênh YouTube An Hoa Nguyễn của tụi mình nè, cho ổng coi mình cái mặt của tao đi. À, YouTube của mày phải không? Rồi bây giờ bấm vô đi, tao chỉ cho. Rồi. Vô, má ơi, cái chim nó bị chậm. Tao thấy được cái mặt mày đây nè. Đâu? Từ từ. Cái mặt bị bóp nè. Đâu? Mặt nào? Mặt ảo thiệt đó. Đâu? Mày coi trên màn chim đi. Nè, ở đây nè. Thấy không? Thì ăn không mặt tôi đó. Tôi lúc mà tôi còn đẹp chưa bệnh. Không, mày coi cái khúc mà Liên Minh á, tôi chơi Liên Minh á. Nè, ở đây phải không? Không, cái lúc mà Liên Minh á. Này là cái gì? Này không phải Liên Minh đúng không? Mày thấy cái mặt tao không? Kè, cái mặt tao cái mỏ kè nó làm cái hình vui vui hổm dịch nó nè, làm mẹ. Đó. Ở trên á. Nè, ảo thiệt đó đúng không? Đúng rồi. Ôi má tao. Cái đó lâu rồi má ơi, ngồi có một năm về trước rồi. Mày cho ổng coi tao hiện tại nè kìa. Ôi chứ
Ê, chính ra đó. cái chim của mày đi chậm hơn á má. Ủa vậy hả? Hay vậy quá. Có ảo thiệt đó chưa? Rồi. Ghê. Cười té địch. Are you sure about that? Ủa má, tao thắng kìa, ảo không? Ủa má, cái chim nó chạy chưa vậy? Chưa thấy mẹ gì hết á. Ê, kiểm tra lại. Okay. Kiểm tra lại cái máy, cái điện thoại mày đi. Chứ ai cũng thấy, có mình mày không thấy là kỳ lắm á. Đường này tao mà sống là tao nể tao luôn. Cái miệng này còn to hơn cái mặt chị. Dịch nó làm cho chị á. Rồi ok, thôi quay về tìm cái game đi. Ê, thì tìm tiếp đi. Tức quá à, không tìm cho con bé được. Có men nữ à. Men nam giống như nó xấu quá hay sao á. Mà Miho vô nó dìm thằng đó luôn. Nó không cho nó xuất hiện luôn. Má men nữ đúng đẹp luôn. Ê, chiếc mốt tao tải cho Honsky ăn bát ba chơi. Ủa, chính gia mình có mà. Nè, cái này là phần 2 á. Phần 2 thì có nhỏ này. Ha, nó cái chim chậm quá. Thấy hồi nãy giờ ảo thiệt đó con. Má, hồi nãy cái chim nó chỉ trễ có 1-2 giây thôi. Bây giờ nó trễ 5 tiếng luôn. Ừ, sao kỳ vậy? Ê, quên nói giọng là tao cũng có chơi Liên Minh đánh cờ. À đúng rồi, chị tôi cũng có chơi Liên Minh đánh cờ á. Ông có thích coi mấy cái game mà kinh dị không? Chị tôi bà cũng có chơi Resident Evil hả? Hả ơi, cái thằng đó nó xấu đến nỗi mà bây giờ thằng Honkai bắt ba thằng Miho vô nó đẩy thằng nó xuống trái của xã hội. Trời đất, có cái ổng đua ghét cho hay 100 ngàn đó kìa. Phần thưởng cho sự xinh đẹp của bạn. Trời ơi, tôi cảm ơn ông. Trời ơi, kiểu vừa mắc cảm ơn mà vừa mắc mắc cỡ luôn. Trời ơi, cảm ơn ông. Mình ơi, tờ như mày có thể sống tới tháng 5 mà mới đi làm cũng được. Trời ơi, ổng nuôi hai chị em mình đó má. Ờ, thôi nói chứ gán đi, nghỉ ngơi tới tháng 5 cho tao khỏi bệnh đi. Rồi sáng tao đi bưng bê bán cà phê, tối về chim cũng được. Sao có chú queo ở đây mà không có cái ông đó vậy? Không có cái thằng đó vậy mới đúng. Chơi một cho tất cả đi chị. Ê, mày cảm ơn ông đút cho mày, cảm ơn. À đúng rồi, cảm ơn ông nha. Phải cảm ơn ông gì đó khen chị tôi xinh đẹp gì donate 100 ngàn. Đó, có chị tôi thuật lại đó. Ông quýnh mày bây giờ. Như chị tôi nói. Hai chị em ở đâu vậy? Tụi tôi là người Sài Gòn, ở quận 8, còn ông ở đâu á? Má tao tức ghê á. Ví dụ giống như mà người ta donate cho mình qua số tài khoản mà nó hiện trên màn hình thì được quá mày ha. Mà đằng này cái Lay Duo với cái WeCan nó khó quá. Nhiều khi tao nghĩ có nhiều người cũng muốn donate cho tao lắm luôn á. Mà kiểu như là mày nãy mày thấy không, tao donate tao giỡn tao ghẹo mày thôi á. Mà tao làm gì cái tiếng trời. Cái Lay Duo á. Vậy hả? Tôi ở quận 7, trời ơi sát dách. Trời ơi sát luôn á. Không, quận 7 khúc nào. Gần Jason Mon không? Đây nè, không. Những nơi tôi biết ở quận 7 nè. Jason Mon, Vivo City. Ở chỗ nào nữa mày? Phú Mỹ Hưng. Mày biết sao không? Chị em tôi hay trượt dán ở đó. Tôi đi lấy cái dán trượt cho tôi trượt. Còn em gái tôi nó đọc sách. Má người hướng nội mà hôm nay bắt chuyên. À là chui vô đây sẽ đổi được cái character hả? Nè cái phòng này là cái phòng của nhân vật Men à không? Chưa má ơi, tao mới vừa coi ông gì ông bước ra bằng áo xanh nè. Chim, cái chim nó bị chậm quá. Trời ơi, cuối cùng tao cũng kiếm được. Nè, nhân vật nam nè. Thôi, ở đây đổi được tên của anh thấy vậy. Á, à, nhân vật nam. Tao vẫn chưa. Nè, nhân vật nam nè. Xấu, không có đẹp. Tao qua đây tao thấy nhân vật nữ không đẹp hơn như Việt Nam nữa. Tôi đợi cái má, con chưa đó. Có thấy nhân vật luôn á. Tôi ở gần Đại học Tôn Đức Thắng. À, à rồi, tôi biết cái chỗ đó rồi. Đại học Tôn Đức Thắng á, là đối diện một cái Phúc Long nè. Rồi cái chỗ Phúc Long đó, nó có cái hướng để đi vô bãi giữ xe của Vivo City nữa. Đúng rồi em. Ủa, tao chưa thấy Men Jin. Đó, nè. Nhìn nó đột đột làm sao á.
Ôi chết cha, lỡ nói bị nói tên ông rồi. Cái gì? Nhìn nó kiểu ẻo ẻo sao. Trời đất ơi, ổng học cái trường kìa Minh ơi. Hả, trường gì? Cái trường Remit kìa Minh ơi. Thì ra ông học trường Remit hả? Ủa, cái trường đó tôi nghe đồn là toàn là rất kích gì, học không đó. Trường đó nghe nói học sinh sinh viên đi máy bay không ạ? Không, ta đi trực thăng má. Ờ quên, ta đi trực thăng đúng rồi. Không, đi helicopter. Tao nhớ có một lần xưa tao còn chơi với con Ngân á, con Ngân có dẫn tao vô trường Remit rồi, bự lắm. Nghe lúc mà bước vô trường Remit đó nha, là trong trường Remit nó có một cái tiệm 24 giờ đó. Cái lúc mà tao vô là cái thời khoảng chừng 10 năm về trước rồi đó. Đúng rồi. Đi vô coi người ta thi đấu bóng gỗ cũng vui lắm. Ôi trời ơi, hồi đó tao cũng thích chơi bóng gỗ. Ông học ngành gì? Ông học ngành gì? Ủa, hàng men chính đó hả? Ừ, đùa tôi. Sao chơi vậy? Thấy cũng đẹp mà. Không, xấu. Men chính đeo mắt kính nhìn thấy cũng đẹp mà mày chơi. Ờ, nhưng mà tao thích nữ hơn. Nhìn này nó sao sao á, nó không đẹp bằng cái. Trời đất ơi, ổng tô nét thêm 50 ngàn nữa kìa Minh. Trời ơi. Ôi trời ơi trời. Ổng đô nét tới mức độ á nha, mà cái tin nhắn nó chạy theo không kịp cái đô nét của ổng luôn á. Tôi ơi, cũng chơi bóng gỗ này ha ha. Ôi vậy hả? Ông chơi ở vị trí nào? Thôi nói vậy, bóng gỗ là em tôi là gành số dách rồi. Tôi học kinh doanh quốc tế, trời ơi Minh ơi. Thì mít rồi, kinh doanh quốc tế kìa. Tôi đã có phú ông bao nuôi rồi sao? Em thích avatar em, chị nhìn chị thấy rồi, avatar của em là cái mặt gì mà ở trên truyện tranh nó hay để nè. Egao. Egao. Egao gì á? Hai tên nó nhiều lắm. Ê mà tao để ông đụt ông vô coi cái tự nhiên mình lên mắt cái mày chứ nãy hai chị em có hai ban mắt à. Trời cảm ơn ông nha. Thuốc lành quá. Ông tới em chữa lành chị em cui. Hổm coi stream của anh Độ. Cái xong thấy anh Độ được donate. Cái xong tôi xin vía của anh Độ, giờ vía tới nhanh ta. Trời ơi, mà bất ngờ quá ha. Kiểu như là tao không nghĩ rằng là sẽ có một cái ông người mới vào xem mà ổng đừng đô đét nữa. Ờ, tao cũng bất ngờ, nó lâu lắm rồi nó Minh. Lâu lắm rồi mới được đô nét như vậy á. Bởi vậy nên là thật sự rất là cảm ơn ông nha. Đô nét gần đây á là có ông AJ Nguyễn nè. Cái lúc mà mình bị bệnh đó, tao không có đóng tiền, tao không có tiền đóng tiền viện á, ổng donate thẳng cho tao 2 triệu để tao đóng tiền viện luôn đó. Chứ nằm viện là tốn gần 2 triệu mấy là tiền của ổng không đó. Cũng phải cảm ơn ổng. Đúng rồi. Ổng đó, Kim gần đây nhất Kim Ma nè, cảm ơn ổng xong khóc luôn. Tại mình không nghĩ là lúc mình khó khăn hoạn nạn chỉ có người giúp đỡ mình. Đâu phải đâu, avatar em là waifu, em sim. Tên gì? Waifu hả? Coi hổng luôn đi. Phim gì? Phim waifu hả? Hay là waifu là một cái danh từ để em nói? Hay là nhỏ nó tên waifu? Trời ơi, ổng đu nét nữa kìa Minh. Trời ơi. Ôi cảm ơn ông nè. Ảnh của tôi á là chỉ có 11 ngàn thôi. Ông donate hồi nãy giờ nó nhảy lên gần 700 ngàn rồi đó. Trời ơi. Áo chưa? Thật sự là rất là cảm ơn ông nha. Trời ơi. Trời ơi, phú ông. Ông nói cái hả? Cái vai trò cổ của ổng là hậu vệ ghi điểm á. Hậu vệ ghi điểm. À, rồi rồi, biết rồi, biết rồi. Hồi đó tôi đi học, tôi đi chơi bóng gỗ á, là tôi là tiền vệ đi trước đại giá remit. Tại vì do cái túi của ông luôn nhỏ, nên là tôi chỉ có thể là kiểu như là chạy lên dẫn banh lên đưa cho mọi người thôi, chứ lúc mà tôi đi chơi với team của tôi á là không có ai đứng ở dưới gọi là hậu cận á, có nghĩa là cái người đó sẽ nhảy lên bắt bóng bắt bản, hay là cái người đó là cao á phải cần vị trí cao mới đứng chỗ đó. Hồi đó team tôi thiếu người đó, cũng có mấy bé mà tướng nó bự để nó làm được cái vị trí đó, nhưng mà nó không thích, kiểu như nó còn tính nhỏ thích thể hiện á ông, cái nó thể hiện sao thua luôn, thua hoài à. Thua biết mà mệt luôn á. Nhưng mà sao giờ mày không đi chơi bóng gỗ nó đi, mẹ nó thiệt á, nhiều khi tôi năn nỉ nó, chính tao nói Minh ơi dẫn tôi đi chơi bóng gỗ đi, cái nó không dẫn mình đi chơi bóng gỗ trời. Lúc đó tao nói thôi mẹ ơi mày đi chơi bóng gỗ mày dẫn tao đi, thôi mấy chỗ đó người lạ mày đâu có quen, tao không quen tao chơi mình cũng được vậy.
Bây giờ mấy mày với lại mọi người thảy bóng vô cái gỗ, tao thảy bóng vô cái tường. Rồi vậy luôn hả? Mày chịu khó vậy luôn hả? Chứ gì nữa mà. Ủa em tin vai phụ hả? Em trôi một đùi luôn á. Bây giờ mày vô Google mày search cái tên waifu là ra. Nè, waifu một nồi. Má nó, cái chim nó chậm quá không thấy được. Waifu của em một nồi luôn á em. Nhưng mà giờ tao ít chơi rồi, tại vì á tao không có còn liên lạc với mấy đứa. Kế bên rem kìa chị, kéo lên ơi, kế bên rem á. Rem hả? Đây hả? Kìa. Yeah. Cái waifu là hình con cọp phải không, nhỏ tóc cam cam phải không, bên trái rem kìa kìa, bên trái rem là hả? Kìa là bên trái con nhỏ tóc hồng đeo nơ đen á. À đây hả? À, à cái này quen lắm nha, hình như là game hay gì đúng không? Trời ơi, ông này mỗi lần ông trả lời mày á là ổng donate một cái. Ông donate thêm 50.000 đó kìa má anh. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn ông nha. Trời ơi, chắc cái này về phải cắt cái stream quá. Ổng donate từ hồi mấy phút để tao về tao cắt, tao làm clip hai sọt. Ổng nói là thử thách donate đến 5 giờ. Trời ơi. Ổng đi học á. À. Cảm ơn ông nhiều. Trời ơi. Ờ, cảm ơn ông nha. Yeah. Ê, ắt nai hả? À, rồi rồi, chị biết cái game đó rồi. Game đó waifu nhìn mất rụp với mờ lem nhiều lắm. Mất rụp với mờ lem nhiều lắm. Đẹp lắm mày, trời ơi. Chị có chơi game Fay á, Fay Run Order. À đúng rồi, cái Fay Run Order á, hiện giờ nó đang có cái banner của hai bà chân á. Ủa, hàng bé nó cũng có chơi Fay Run Order gì hả? Ừ. Trời ơi, chị quay không ra em 20 lần rồi đó. Cái game chó chơi này á, nó lấy biết bao nhiêu cái xương máu của chị trong đây rồi đó em. Lý Thái Tổ mà. Mày thấy Lý Thái Tổ chưa? Nè Lý Thái Tổ mà. Má cái chim nó chậm giờ tao mới thấy, tao chưa có thấy nữa má ơi, tao mới vừa thấy hình hai bà chân. Ừ, nè Lý Thái Tổ mà. Fgo em từng chơi mà điện thoại hết dung lượng nên nghỉ lâu rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cái game mà Fgo này nè là nó bị xóa khỏi cái CH Play rồi. Chỉ những người nào mà từng kiểu như là email của em nè mà em đã từng tải rồi á thì nó sẽ lưu lại cái game mà em đã từng chơi, thì có thể em sẽ tải lại em chơi được. Nhưng mà đối trời đất ơi, con nén 50 ngàn đó kìa má. Trời ơi, cảm ơn ông nha. Thôi. Trời ơi, má đâu cái hồi nãy tài khoản của tao là số dư là 8.000 mà giờ lên 800.000 rồi đó. Trời ơi cảm ơn ông nha. 808.000 rồi. Ông tao ơi. Nghe em ổng nắng nha. Sao nghe em bạn khen múp rụp giống con trai vậy? Ha ha. Không, tụi tôi con gái hết trơn á. Ừ, tại giọng nó vẻ. Ừ. Tại vì anime á thường là vẽ mấy bé trái cây to to vậy á nên em tôi kêu múp rụp. Có chơi game không? Hay là ông chỉ kiểu như coi để kiểu giống như relax cuối tuần hay gì đó. Ồ mà ông người mới này ổng thích coi stream hay là ổng sao ta? Mà ổng vô tình ổng tìm được tới mình hay quá vậy ta? Tại vì sao ông rút ổng tìm được tới stream của tụi tôi hay quá vậy? Tại vì sẽ có vài người á họ không có coi, họ chỉ muốn nghe á, là dạng giống như là nói sao ta? Bót cạc á, giống như là bót cạc vậy đó. Nghe để chữa lành đó. Nghe dạng như bót cạc á má. Chẳng lẽ giờ mốt tao mày làm bót cạc ta. Ước gì ông đùa có thể rủ khoảng chừng 20 người bạn trong remit của ông follow kênh của tôi. Có, ủa em là trai hả? Trời chị tưởng em gái không? Chết rồi, xin lỗi gì rồi. Đã nghĩ làm giới tính của em. Ê tính ra là tao thấy tao nói chuyện trong Discord cái giọng của tao nó còn đúng hơn là tao dùng cái mic của cái tai nghe. Nó không có bị ghè. Cái tai nghe nó làm cái giọng tao nó không có đúng cái giọng của tao. Đúng rồi. Hỏi bé waifu chan đi.
Ôi Phu Chan ơi, em nghe giọng chị ở trong Discord với lại ở trong cái khi mà chị stream nó khác nhau không? Trời ơi Minh ơi, ổng donate thêm 50 ngàn nữa kìa Minh. Trời ơi. Ôi ông ơi, sắp tới 5 giờ rồi, sắp tới 5 giờ rồi ông ơi. Trời ơi, đủ rồi, ông donate nãy giờ nhiều lắm rồi đó. Ông có đi tôi học không chơi game đâu, tôi vừa đi học vừa đi làm nên vào xem hả? Ủa mà ông hiện tại ông đang làm gì? Ôi ôi, ông học ngành kinh doanh cái gì đó, kinh doanh kinh tế, cái gì kinh doanh thế giới, để tôi đọc lại coi. Kinh doanh quốc tế, bà nội nó kinh doanh thế giới. Má, người ta kinh doanh quốc tế, đọc thành kinh doanh thế giới. Em thấy trong đít to hơn trong stream. Ừ, nhưng ủa vậy mà hả? Cái tiếng đít đó nó nghe còn hay hơn nữa. Nhưng mà chắc là tao nghĩ sau này sẽ mua thêm một cái mic đi. Cái mic chống rè á, nó sẽ bỏ đi mấy cái tạp âm của mình á, nhìn cái giọng mình nó trong hơn, nó hay hơn. Ồ, thật ra là cái giọng này cũng chưa phải đúng thật là cái giọng của tao với mày đâu. Để mày mốt tao để dành tiền mua cái mic để bàn đi. Mà bây giờ muốn mua cái mic để bàn phải mua cái mic mà dạng tốt á, bền á. Cái mic đó là phải mic có thương hiệu á, nó mới ok. Ông giờ ông trời đất ơi, ông trả lời, ông trả lời bằng cách là ông donate không mà. Trời, tôi làm bờ giờ ép theo gia đình thôi, tôi đi làm đây nhé, bye bye. Rồi cảm ơn ông được nha. Cảm ơn ông nha, đi làm vui vẻ nha ông. Ủa mà ông làm BDS là cái gì ta? Anh từ để tao đọc lại coi ổng làm cái đó là gì, để tao nghiên cứu coi tao là ổng làm cái gì. Tôi làm bờ giờ S. Bờ giờ S là gì ta? Bờ giờ S hả? Bờ giờ S là gì ta? Công việc gì mà nó có chữ bờ giờ S ta? Ở công việc tại gia đình luôn á hả? Ừ, ổng làm bất động cho sản. Gia đình luôn á. Bất động sản con bé này đó. Trời ơi má, bất động sản. Trời ơi, bất động sản. Phú ông, phú ông. Trời ơi, cảm ơn Hảo. Phú ông xì xìa. Trời ơi. Trời ơi, xì xìa ổng, xì xìa ổng, ngàn lần xì xìa ổng. Đứa mờ, đi cho tôi say mất. Trời, đọc tiếng Nhật luôn. Bao nhiêu tiếng, nơi bây giờ tao biết bao nhiêu tiếng thì cảm ơn ổng. Yeah, đọc tiếng Ý đi. Không biết má. Rồi, đọc tiếng Trung Quốc coi. Xì xìa đó. Ờ, xì xìa hả? Vậy đọc tiếng đi. Hả? Đọc tiếng Anh đi. Thank you. Thank you. Kìa, Thảo nhắn kìa, người ta để ý anh Minh rồi. Rồi vậy là bốt anh Minh được học vẽ trong remix. Có được mà. Không có một cái đôi dài nào mà ta bay vô được cái trường remix đâu mà. Dạ. Trời ơi, tám con mắt thôi luôn. Đúng rồi Phương Thảo ơi. Trời ơi, ổng để ý mày đó Minh ơi. Thôi ơi, thôi ơi. Rồi mốt đi đánh bóng gỗ với ổng luôn đi. Nhưng mà nếu có dịp ông muốn chơi bóng gỗ thì tôi có thể, tôi rất là sẵn lòng để chơi với ông. Tại vì lâu rồi tôi cũng chưa có chơi bóng gỗ. Nhưng mà tôi giờ tôi mà chơi chắc tôi chơi dở đúng không? Có đại gia là có tức. Trời ơi. Tôi sợ là ông mà gặp tôi ngoài đời ông sẽ bị kiểu như bị sốc á. Rồi rồi, chị mình nổ địa chỉ luôn đi. Quay phun chán vụ kìa. Dữ dằn kìa trời. Thôi ngại, em ngại. Thôi Hasukasi lắm. Mọi người ủng hộ tôi kìa. Rồi luôn. Học Minh hướng nội trả lời người ta đi chứ. Ôi ngại lắm, hơi ngại lắm. Ngại lắm. Hasukasi lắm. Hasukasi. Thôi vậy hôm mốt từ nay về sau tên chim mình sẽ đổi sang thằng anh Minh Nguyễn nha. Yêu thương là những cái mộc mạc đơn giản, chứ ai là yêu gì vẻ bề ngoài đâu trụy. Thấy chưa? Áo động viên mày kìa. Thôi sợ lắm. Ủa rồi giờ có vô game chơi không má? Đang tìm gì vậy?
đang cho mày đọc thoại nè. À ủa quên, nãy giờ tao coi YouTube, tao phải vô Discord coi chứ, coi mới đúng. Con bé này chọc hoài nha. Người ta mê cái giọng mày, mày ơi. À vậy là giọng thương quá à, trầm tính quá mà. Vậy để mốt tôi sẽ làm ASMR cho thành viên ha. Mốt ông đăng ký làm thành viên trong ASMR của tôi thôi. Có để điện thoại đọc bình luận không đó? Có. Tôi đăng ký kênh rồi đấy nhé. Không biết đâu. Trời ơi, cảm ơn ông nha. À, giờ chắc là gì có ông chắc mốt tôi sẽ chim giùm chị tôi nhiều hơn một chút. Mày chim cả đời cho tao. Hay vậy quá. 情勢は明らかになった。宴の星は見かけほど単純ではないものだ。時計屋の遺産をめぐり、ファミリーを含む多くの成分がそれぞれの目的を持ち、互いにバランスを保っている。その遺産が何なのかはまだわからないが、この争奪戦は遅かれ早かれ、罪のない人々にも波及するだろう。妖覚師サム、グラモスの鉄器の残党で遺伝子改造戦士として生まれたものだ。常人とは異なる認識を持ち、để tao vô tao coi coi cái kênh YouTube của mình nhảy lên được chưa? Ừ chưa? Nhảy lên tám. Nhảy lên một mình ổng. Gin Lô gai tên Toshimap to wa fusa chuu no mukyou hotel ni chikai. Kongo no koto wa kamaeru to jissai ni ichido genba ni itte miru hitsuyou ga aru na. Búp hả? Ý là búp kênh của tôi á hả? Anh được có mời chị của em đi ăn chơi thì nhớ liên hệ em kinh nha. À, nói với hả? Búp ở đâu vậy? Anh liên hệ luôn. Lên đi anh nó giàu lắm em. Ờ, phu ông mới của chị á, nên là cứ ăn thoải mái nha. Phu ông mới của chị á? So kangaeta kara koso, ore mo saisho wa kono hanashi o mochidasanakatta nda. Daga 今は請求列車に関与する理由がある。ファミリーに聞かれたら、列車組が性格判断をしていることを正直に言う。聞いてみたら得られるはず。そして、相手の反応次第で次の行動を考える。これで意見はまとまったわね。それじゃ、戻ってブラックスワンに知らせましょう。cũng dài với lại cảm động quá ha。Mày có nghe Quỳnh Lập không? Họ nhìn tội nghiệp quá ha. Thôi đi, kiểu vậy mà. Nói chứ ông đi làm đi ông ơi. Chứ... Thế là bất động sản ở nhà chốt đơn cũng được chị ơi. Bởi vậy ta nói phú ông mà. Người ta chỉ cần thở thôi, người ta cũng có tiền. Black Swan, 列車組はあんたに協力するわ。私たちも記憶域にふさわしいガイドが必要だから。任せて。皆さんを失望させたりしない。ねえ、はい、やいわ。あんたたちは自分の部屋に戻ってちょうだい。夢に入る準備をして、うまくいったら、本命は今度のロビーで落ち合いましょう。あ、めにゃい、本命で、あいつはドネット8000円で800枚ぐらい。必要ならファミリーと交渉も行う。それで問題ないか、ブラックスは。この手で仲間を救ってみせても。Chị Hồng ơi, sắp đổi đời rồi. Thằng mình nó sắp có thêm một chỗ ngồi trong quyền biết rồi đó. Thằng mình thích học vẽ mà đúng không? Trường nó đào tạo cũng ok á. Nói thiệt của chim mà nãy giờ tao cười mà tao muốn kẹo quay hàm luôn á. Chị Hồng sắp có em kể bông như khăn. Còn quay phu cha nói kìa. Ngại mà em. Bé này. Lộn thằng bé này. Con heo nó mắc cười với Hương quá. Ừ, giống mướp. Thấy cái gương nó thấy mừng còn hơn cái gì nữa. Mình chưa kịp mừng nó, mừng chưa mừng người.
chưa, mình chưa thấy cái gương là nó mừng trước mình rồi. Nhìn tao giống con heo, còn mày giống con tô bánh. Má em sợ sánh quá à. Trời ơi, có ổng vô cái tám con mắt coi luôn á mày. Ghê ghê, trời ơi, dí ổng là dữ dằn luôn rồi. Một dạng gọi là dí khủng long. Nào vào đừng quên ngày hôm nay nha chị. Mé để đặt lót luôn rồi. Mày coi Thảo nhắn kìa. Thấy rồi. Yên tâm đi, chị sẽ cho em một chân vào căn nhà của chị. Có ai đẩy thuyền không ạ? Lên thuyền xếp an bình với anh Đụt. Hay kéo UTB quá. Hotsuki ga nai wa ne. Ano ko no koto ga shinpai na no? Kini naru koto. Tao cười mà tao sắp hết bệnh luôn á. Enryu naku itte chōdai. Kono yo ni memo keeper hodo shinri ryōhōshi ni muite iru sonzai wa inai wa. Má tao nói nhà thì ở quận 8 mà đi dưỡng bệnh ở Gò Vấp. Đi qua nhà người ta dưỡng bệnh, lau nhà, quét nhà với giặt đồ. Mày qua mày làm mồi. OTP này rare 99.999 vote kìa. Mới phục chàng dễ hương. Ảo nhắn lên, mọi người ơi lẹ lẹ không thôi nó chìm. Em ơi, remit bở sao chìm được. Cảm ơn em nhiều nha. Ê, thấy cái ông này, ông nhắn tin mà dạng không có dấu á. Tao thấy kiểu người, ông đơn giản á. Kiểu tao cảm giác ổng mộc mạc á, dễ gần. Mà kiểu ít nói nữa nha. Trời ơi, GCTO vô. Chào chị, em lần đầu vào xem live. Ôi, cảm ơn GCTO nhiều, cảm ơn Minh Luân. Ủa? Ủa, cho sao người mới không vậy? Thiệt không, có dí á vậy? Ủa, sao mày không có dí dữ vậy trời? Pinocchio là tên đột hay là tên bột? ông bột ơi, cảm ơn ông bột. Tên là Đức. Ủa, ông tên là Đức. Đức hả? Tôi dùng laptop không bắt Unikey. Hèn chi. Ông nhắn không có dấu. À, này laptop chắc xài trái táo bị cắn quá. Xài má ơi, ta xài lắm cái trái táo bị cắn, mày nói gì vậy? Trái táo bị cắn là apple bị bay à? Đẩy thuyền tích cực mọi người ơi. Hay vậy quá. Thôi, mọi người vô đây thì mày với ông đột đó mày. Gì vậy trời? Đơn giản dễ gần hoặc là lười bật Unique giống em. Đẩy thuyền tích cực mọi người ơi. Anh được tên thiệt là Đức Anh hay anh Đức Vợ? Ủa, chân bé Thảo nó tìm được hay vậy mày? Trời ơi, vậy là tao đóng đúng rồi hả? Má tao soi kênh ổng nãy giờ mà tao không biết ổng tên anh Đức hay Đức Anh luôn á. Thôi, đề nghị ổng, mỗi lần mà mình kim là phải luôn luôn có khuôn mặt của ổng trong đây. Thì đề nghị ổng đi Minh. Đề nghị ổng gì kỳ quá à, người ta không muốn thì người ta sẽ coi mình thôi. Chứ... Thôi kỳ quá, tôi phải nghe em. Được, bây giờ lời nói của em tôi quan trọng lắm. Hay vậy quá. Anh tên khác ha ha. Vậy mới xứng đáng làm cửa hàng phó của chị Hồng. Trời ơi, thương quá. Ôi Thảo ơi, hôm qua chị nằm mơ, chị thấy tụi mình làm việc tại cửa hàng cũ á. Nhớ mấy đứa ghê. Trời ơi, không ngờ luôn á trời. Ý là đó giờ tao bị Samin với lại cái giọng của tao lắm luôn á. Tao nói rồi, cái giọng mày dễ thương mà. Cái giọng của tao mới thấy gớm rồi. Đề nghị vô đít nói chuyện với chị Minh. Thôi anh tên khác cũng được, miễn sao lo cho chị em giàu lắm được. Trời ơi má ơi, nói chuyện mà cười nãy giờ luôn á. Vào đít kiểu gì vậy mọi người? Dịch ơi dịch, hướng dẫn cho được đi Dịch ơi. Chị tôi có hỏi á, có vô là có người hướng dẫn. Cái hội 133 thành viên mà chỉ có 3 thành viên on. Chị mình cho Linh đít kìa.
chị không biết Linh Deep, cứ dịch á, dịch nó là admin của kênh chị biết á, mặc dù chị là chủ kênh. Chị mù cái Discord luôn á. Nhiều khi á, Discord xài vậy thôi chứ không biết xài. Ôi mấy ông người mới vô bình luận cái mấy ông đi mất tiêu rồi. Ông Duy Seater á, ông để cái Seater đó, ông là fan của trực tiếp game đấy. Vậy hả? Vậy vậy? Sao không hút tàu mà nhân vật lớn? Đúng không? Ông Duy Seater ông còn đây kìa. À, em là fan của, là quạt của anh trực tiếp game đúng không? Tại vì chỉ có những người quạt của anh trực tiếp game mới để Seater thôi. Bữa nay cái stream này nhiều sự bất ngờ quá. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ờ công nhận luôn á. Tao không nghĩ là stream vào buổi chiều có nhiều người xem ha. Tao cứ suy nghĩ ừ stream vào 6-7 giờ tối sẽ có nhiều người xem. Nhưng mà lại thấy từ 6-7 giờ tối mà stream cho tới 10 giờ không thấy người mới nào hết trơn. Chắc là giờ này là giờ người ta muốn thư giãn á. Thư giãn dữ chưa, vô hai đứa cãi lộn không? Vô nó khùng nó điên luôn. Vào đít là anh đụt bị an minh hớp hồn liền. Nghe ghê vậy. Ưng à. Bà đi làm xong bà về bà nghỉ ngơi, cái bà lên bà coi mình thấy thương ghê. Thảo ơi chị nhớ em lắm, nhưng mà giờ chị đang ở Tuốt với Gò Giáp lận. Trời, tao phải ở đây tao giữ bệnh. Anh bị hớp hồn rồi, cần gì vào đít đâu. Trời đất ơi, còn không kìa mến. Có anh Dis của mày kìa. Anh Dis Chan của mày kìa. Trời ơi, không khuyên cãi là tôi cứ nhảy vậy. Ủa gì nào mày qua tao? Có mấy giờ rồi? Đổn 5 giờ rồi đó. 5 giờ đó hả? Like kiểu này chắc tối khỏi like chắc rồi. Ồ đúng rồi, à, em gái của em hả? Một hồi nó qua thăm em. Nó mua bí đỏ qua đây rồi. Em nhờ nó mua bí đỏ giùm. Để em ăn bồi bổ sức khỏe của em cái, dưỡng bệnh cái. Nếu mà tối nay mày về được thì mày stream đi Minh. Like đến 12 giờ đi. Like còn cái cùi hả má? Ôi nó kiếm ngược. Dễ thương quá à. Ủa mà tối nay mày like được, mày like game gì? Trời ơi, mùi con mắt con kìa Minh. Ghê vậy? Ủa sao dí con Minh nó chim kỳ quá vậy? Má ơi, tôi chim có 6-7 con mắt em, tôi chim 10 con mắt. Thôi mẹ nó dẹp đi kênh này, đổi thành kênh anh Minh nha. Đổi thành kênh anh Minh nhân số tài khoản của chị Hồng. Ủa, hình như có gì cứng không ta? Hồi nãy ổng donate tiền cho chị em mình á, hồi chim xong đi tao gửi tiền cho mày. Thôi, cũng sao đâu, cũng được. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng cảm ơn ông nha. Đi làm đi, 5 giờ mấy rồi. Ta làm bất động sản má, làm tại nhà cũng được. Vậy hả? À, nhà mày còn chim là còn có ổng mày, tao chơi 11 con mắt rồi kìa má. Trời, 11 con mắt. Má tao đau lòng quá, tao chim không bằng em tôi nữa. Trời ơi, trong 3 năm tao chim mà tao không bằng một ngày mày chim hôm nay. Lần đầu tiên mày chim mày được donate gần 900 ngàn. 11 con mắt. Ổng chói chưa? Không biết luôn á má. Trong khi đó tao rất là tao bị sợ nói chuyện á. Mà nhờ có ông này cái tự nhiên tao hết sợ nói chuyện luôn. Ổng khửi cái niềm mà nói chuyện nhiều của tao ra má. À, cái người hướng nội bây giờ nói kìa trời. Cái người hướng nội nha, cực kỳ hướng nội đi lên team nói chuyện. Tổ thương tổ độ chị ơi. Không, anh đột qua với Min thì Min qua chị á. Ờ, ok em. Đúng rồi đó Thảo ơi. Em chèo thiệt này cho chắc nha. Thiệt này mỏng manh lắm đó. Thiệt này mỏng manh lắm. Thiệt giấy á. Em là em phải xây từ cái thiệt giấy thành thiệt gỗ. Rồi bắt đầu mới lên chiến hạm thì ok, nó còn may ra nha. Chứ thiệt ngày giấy thì lắm rồi đó. Nội bài hả chị, chứ nội gì nữa. Nội bài. Người có người đi thành người hướng ngoại. Trời đó, thấy chưa, thấy cha nói chưa. Hello God hay da nha. Cảm ơn nghe tới phòng từ chim của chị. 12 con mắt rồi, trời ơi chết tao rồi Minh ơi. Má đừng nói mày like khoảng chừng mà 10 phút nữa nó nhảy lên 20 con mắt cái tao tức cái lòng ngực lắm. Mới hết bệnh nên vô xem. Ủa nhưng mà bây giờ em ổn chưa? Em bị gì thấy God hay da?
Má tao nói tao chim trong vòng 3 năm tao chưa bao giờ được 20 con mắt trên YouTube. Ý, có một lần mới được 20 con mắt trên YouTube rồi nha. Rồi, coi như kỷ lục của tao là 20 con mắt. Mày chim làm sao mày được hơn 20 con mắt của tao là mày hay. Má ơi, thử thách cho anh Minh cái hồi ổng ổng lo cho mày quá, ổng kéo 14 con mắt kìa má. Cái đó mày đã nói. Mục đích nghe ý chí tới là anh qua chở chị Minh qua thăm chị không? Sao đâu cũng được á. Bảy kèo quận 8 tới Gò Vấp có gì đâu. Thôi không được đâu, em cho anh đứt ở nhà anh kiếm tiền đi rảnh donate thì cho chị. 14 con mắt ơi, có gì theo dõi follow kênh của chị em nhà em nha. Chữa lành cho tụi em đi, tụi em ăn bữa đực bữa cái lắm. Chết phải sang hai con mắt rồi Minh ơi. Không sao. Nhưng mà giờ này mày chạy qua Gò Vấp á, anh đi làm ngay nhép mình. Trời ơi, ảnh ổng kêu mày bằng đường miên luôn. Ủa, từ ông cái kêu bằng đường miên luôn rồi hả? Không biết nữa, tại vì tao hay chiều anh lộn người khác á. Nên là muốn xứng gì cũng được hết trơn. Kìa, ảnh chào tạm biệt mình kìa. Bye bye anh. Bye bye. Má đơn giản vậy. Thật là hướng nội. Bye bye. Rồi. À đúng rồi. Tới chỗ làm cô tiếp đi anh. Bye bye Mata Asta. Mata Asta tiếng Nhật là gì? Hẹn gặp lại á. Trời ơi, hẹn gặp lại luôn kìa. Nói cho ổng biết ngày mai mày chim giờ nào đi. Ê, ngày mai chim tầm giờ này luôn đi. Mai nói ổng là khoảng chừng 2 giờ stream tới giờ luôn cũng được. Thì mày muốn chim giờ nào cũng được. Cho anh Minh kiếm tiền đi về Mỹ Tho. Ok. Rồi nào mày qua tao. Để tao đọc hết phút này giờ tao tắt rồi tao qua mày luôn. Người ta bật thông báo rồi mà chị. Trời ơi, quá tuyệt vời em ơi. Trời ơi, này chắc mốt Ánh Hồng phải làm cái thẻ hội viên hay gì không? 1044 người rồi, là ngoài ổng ra có thêm khoảng chừng 2 người đăng ký kênh mình á. Ồ vậy hả? Cái gì vậy? Tao thấy cái cách này được rồi Minh. Xong mày cũng như không cãi lộn với mày. Lên nghe hài phải không? Không, nhưng mà đây lần đầu tiên khi mà cái kiểu dạng mà nói chuyện qua Discord vậy luôn á Minh. Có một mình tao với mày làm có một mình tao với mày làm như vậy thôi đó. Thôi cũng được, ví dụ mà tao có chim sẽ sinh ra thêm một cái game mới là Honkai Impact 3. Có gì tao chim cho mọi người coi luôn. Ồ, tại vì mày gành cái game đó, mày nói chuyện cho ông ta dễ hiểu. Còn tao thì tao gành cái game Apply với Genshin tao nói thôi. Chứ Honkai Tauray tao cũng không có rành lắm. Genshin tao cũng có thể hỗ trợ mày được, nhưng mà mấy cái game offline tao không có chơi. Liên Minh thì chắc mày cũng đâu có biết đâu. Liên Minh thì đánh cờ tao rành, chứ ba đường tao dở như cứt. Đọc lại stream. Quay phu cha nó đọc lại stream. Thôi chơi hết màn này rồi nghỉ đi, rồi tắm rửa rồi chuẩn bị qua tao. Okay. Qua tao chắc 7 giờ. Chắc vậy quá. Ý là tính bữa nay là tao đi tập gym hoặc là tao đi lau nhà quét nhà luôn á má. Vậy mày có muốn qua tao không? Qua mày cũng được. Mà bên mày có gì vui em? Mai em vô đẩy thuyền tiếp. Cảm ơn bà Thảo. Nhớ nha, về vô coi tụi chị. Thôi, vậy là hen. Má cười khan cổ họng luôn á. Thôi khỏi tập gym đi chị. 9 giờ tối stream sợ Minh nó về không kịp. Chị nghĩ để coi coi con Minh nó qua chị chơi chắc khoảng chừng 9 giờ nó về á, chắc tầm 10 giờ nó stream á. Ừ cũng có thể. Ê má uống thuốc. Quên nãy giờ quên uống thuốc. Nếu mà chị stream giờ đó thì chị sẽ chơi Honkai Impact 3 em coi không? Kiểu như em không chơi thì chị sẽ chơi cho em coi. Chứ nói thiệt chứ Honkai Impact 3 chị cũng lười lắm. Lo cười hô hố ha ha hồi nãy. Ồ hai chị chuyên tu nè. À hiện tại là chị đang bị bệnh, chị dưỡng bệnh nó tận Rồi Giáp lận. Còn em gái chị thì nó ở nhà, nó chơi game giùm chị. Còn chị thì gọi Discord nói chuyện từ xa.
chơi cho coi luôn. Thôi vậy mà mọi người ủng hộ tôi chơi dữ vậy ta. Em mốt tôi đá cái ghế mình ra tao thôi. Sao đâu mày stream đi, mọi donate nên nhận như số tài khoản của Ánh Hồng là được. Không biết, không có biết. Rồi bây giờ nha, chị với con Minh out stream rồi. Cảm ơn Waifu Chan nha, cảm ơn Hachim ơi, cảm ơn Đụt, cảm ơn Thảo, cảm ơn Thịnh nè, cảm ơn Dịch. Cảm ơn Duy Sitter, cảm ơn Luân. Cảm ơn Lina. Còn ai nữa không ta? Cảm ơn Đụt á. Ồ cảm ơn anh Hachim ơi, cảm ơn God Hay Da. Cảm ơn Đụt á. Sau stream này thì chúc mọi người có buổi chiều tối mát mẻ nha. Cảm ơn người đã dành thời gian xem stream của hai chị em tôi. Cảm ơn rất là nhiều luôn á. Bái Phu nói bữa nào stream tao mày xô mặt luôn kìa. Thôi không dám đâu. Thôi ghê. Trời đất ơi, em coi stream chị không thấy mỗi lần chị nói chuyện má là chị nói chứ ai nữa. Mai em lại xem. Trời ơi, cảm ơn Duy Sitter nhiều. Chị cảm ơn em nha. Ngày mai tôi chị stream chưa 2 giờ chị stream. Em đi tắm luôn, trời ơi. Quay phu chan coi mấy tiếng tới giờ mới đi tắm nghỉ thương không? Hoặc là tối nếu mà có thời gian thì về sớm chim cũng được. Ừ cũng được, nhưng mà bây giờ á mày tắm này nọ là 6 giờ rồi, mày lớp qua đây cũng 7 giờ, mày chơi thâu tiếng 2 tiếng mày về. Ừ cũng được. Chủ yếu là qua để chỉ mày cách nấu canh thôi chứ không có gì hết trơn. Vậy mày mua giùm tao canh bí đỏ đúng không? Ừ. Nhưng mà rồi ok. Ủa gần khúc của bên Tố là có bán siêu thị hay gì không? Không có rồi đó. Không mai hai chị like tiếp rồi thấy thương có thay dơ quá rồi. Bắt quá. Cảm ơn em. Ok. Rồi bây giờ cái cách tắt like nè. Ừ, bấm sao? Mày bấm vô cái OBS. Rồi mày thấy cái chỗ bắt đầu phát luồng không? Mày bấm thành ngừng phát luồng đi. Ok.